cả nhà. Rồi, hello cả nhà nè. Ủa máy đang nằm ở đâu đây? Dạ, ok chị. Dạ em chào mấy chị đẹp nha, cả nhà chấm bài em chăm nghe mấy chị yêu nha. Chờ em xíu, em đang cài đặt cái này xíu. Em cài đặt cái này thôi. Cái độ sáng cứ từ từ thấp chứ bắt em. Thấp ra em chắc còn xin lỗi lần nữa, em nhập lại thôi. Chào mấy chị đẹp. Rồi cả nhà chấm chấm bài chăm nha mấy chị nha. Rồi em chào Diễm Trần. Rồi em chào tất cả chị yêu đang xem live. Chắc là đang xem live cho em xin mấy chị like nha em. Rồi, hello cả nhà. Rồi, em chào tất cả chị yêu hết. Dạ, hello cả nhà. Rồi, em chào chị Phượng Trần. Phượng Trần, hello mấy chị yêu. Rồi, em chào chị Hồ Khuyên nha. Cả nhà chấm bài cho em nghe mấy chị nha. Hello cả nhà. Rồi, em đang mở cho cả nhà nha. Đầu like mấy chị chăm lúc chia sẻ like giùm em á, em tặng đi. Gì còn gì em tặng đi, còn mấy bộ nè. Rồi chào Hàng Moon nè. Dạ em chào mấy chị đẹp ha. À bộ đen có một bộ này. Rồi bộ mini on cho em nha, còn một set mini on size tầm 30kg cho em đi ha. Mini on này, em còn bộ ha, tầm 30kg nè. Rồi là bộ mini on cho em nha, còn một set cuối cùng. Cái này 30kg cho em ha. Em tặng bộ đây nha. Rồi em tặng bộ đây giá như là 40.000. Ok chưa? Còn bộ tặng mất cả nhà 40.000 nha. Cái này là 30 cái bếp vừa ha. Rồi là một vàng midon nha, 40k có một bộ ha. Rồi chắc chút mã vàng cho em á. Rồi em chào chị. Chị Huỳnh On, hello chị yêu. Rồi 40k cho em nha. Chị đã có lúc chia sẻ like cho em, mình chấm bài chia sẻ like cho em chốt mấy chị nha. Dạ 40k em á. Rồi hello cả nhà nha. Rồi bộ này em tặng một bộ nè. Rồi chia sẻ like cho em. Ok chị Hà Ngọc chia sẻ like là có đơn nè, 40k cho em nha. Ok chứ yêu. Bộ này còn bộ xin. Đây mấy bộ này còn bộ hai bộ nè. Đầu like chia sẻ like là có đơn mấy chị nhé. Rồi bà sữa còn bộ ha. Ủa bộ này còn bộ đúng không? Rồi bà sữa đẹp quá. Còn một set cho anh em. Bà sữa này hàng của Linh Linh á. Còn bộ. Bộ này xa bếp là 30kg cho em nha. Bà sữa này 30kg cho em nha nè. Size số 10 á. 28 với 30kg được nha. Bà sữa. Vậy bộ cho ngày em hết là chị on.
Rồi nhắc tay nhất chút bộ đây này, chia sẻ like cho em nha. Bà sữa, bộ đen tặng cả nhà bộ đen 50. Hàng Lily á, bà sữa 50 cho em nghe này. Rồi bà sữa cho em 50 cả nhà nha. Bà sữa 30kg cho em này, vừa size số 10 á, giá 50. Rồi đẹp lắm chị ơi, bà sữa 50 này. Dạ rồi, bà sữa này giúp chị thấm lên bộ này, 50 ngàn. Ok chị thấm lên. Em đi có nhìn được chưa? Đi có tiền được chưa? Bà sữa em chắc là thấm lên nha, 50 ngàn cho em. Ủa còn bộ hay bữa em không? Để chị, em đưa ra được không? Chưa em đưa ra được không hả? Rồi hello cả nhà nha, chờ em xíu. Tắt cái máy xong rồi là em đưa được anh. Để chị ai chị em chị em chị đang nhập lại đó. Dạ bà sửa em hết rồi chị Quỳnh On ơi. Nhanh tay giùm em nha, tại vì em lấy rất nhiều bay á. Mấy chị nào bên bay bên đây mấy chị nha. Rồi comment cho nhanh tay, nhanh tay em xíu nha. Áo hút đi này còn 3 cái này. Áo hút đi này à, 10kg tới 14kg cho em nè. Áo hồng, áo hút đi mấy chị áo hồng nè. Rồi áo này có size mấy là 10kg tới 14kg cho em nha. Nãy hai cái kia in chưa? Em một bill rồi đúng không? Dạ em cái bill rồi. Hồi nãy chị chú này thấm lê đúng không? Rồi chị yêu nha. Rồi em lên áo hồng mấy chị, áo đi cho mày. Áo hồng này sao mấy 10 tới là 15 ký cho em nha. 10 đến 15 ký cho em áo hồng, áo hốc ly cho em nha, thích lắm cả nhà ơi. Hốc ly cho mấy chị nha, 10 ký tới 15 ký cho em. Em tặng nốt luôn áo nè. Em tặng nốt luôn áo mấy chị nha. Rồi 50 ngàn, tặng nốt 50 ngàn. Áo hốc ly cho mấy chị nha, 50k sao mấy 10 đến 15 ký cho em á. Áo hồng, bà sữa. Dạ 50 ngàn cho em nha. Áo hồng này còn 3 cái, 10 ký tới 15 ký cho em á. Từ số 1 tới số 5 cho em nghe. Còn 3 cái áo hồng. Dạ áo hốc ly mấy chị xinh lắm luôn á. Rồi tặng cái này 50k. Rồi ok này chị Diễm nè, 12 cái cách size nha. Ok chị Diễm trăng cái đơn này. Đang tìm đồ dài cho bé. Dạ có chị, để em lên cho chị Hoàng On. Rồi 50k gì em nghe, đỉnh luôn ha. Rồi ok chị em còn size 10kg, 12kg và tầm bé 15kg nha cả nhà. 50k áo hút đi với chị. Chị sắp mặt xuống lắm trời ơi, mặt cười siêu xuống luôn á. Rồi lên mặt áo hồng với chị, hút đi màu hồng cho em nha. Rồi 50k nha, ok chị yêu nha. Áo nó đẹp lắm cả nhà. Ở áo 14kg chút tiên con 50 ngàn cho em. Dạ ok chị yêu nha. Áo áo hút đi này á. Ok chị yêu nè, 13kg em chút chị ạ. Chị Võ Truyền hết 13kg giùm em. Rồi em hết mấy chị áo hút đi em hết rồi. Rồi em lên tiếp bọn đây cho em nha. Ôi đẹp quá, bộ nhợn em còn số 5 và số 8 nè. Rồi bộ nhợn xanh á, nhợn xanh này số 5 và số 8 cho em nha. Áo len biết á. Em đang thì áo len chuẩn bị về chị ơi, áo len chuẩn bị về nha. Rồi lấy mẹ áo nhợn nè, nhợn 15kg, 16kg và tầm bộ là 23kg cho em nha. Nhợn xanh 15kg, 16kg và 23kg cho em mắt chị ơi, chúc bạn nhợn xanh nè. Đẹp quá trời luôn á. Rồi lên bộ nhợn xanh nha. Nhợn xanh này hàng khung nặng 3D. Dạ có, đồ dài đếm lên cả nhà đồ dài cho. Rồi lên bộ nhợn xanh nha. Xong rồi nó kêu đẩy cho cái bao hàng cho nó chuyển hàng đi luôn. Mã nhận xanh thì cô mình đòi dài. Rồi lần nhận xanh này còn số 5 và số 8 là tầm 15kg, 16kg và bộ là 22kg, 23kg nhé. Rồi lên bộ nhận xanh này em tặng cả nhà giá bao nhiêu nè, 50 đi. Em còn 3, 2 bộ nhận xanh này, 50 ngàn dùm em á. Nhận xanh cho em 15, 16kg và bộ là 22kg, 23kg nhé. Mã nhận xanh nha. Dạ nhận xanh 50, ok chị kêu on lấy hết dùm em này. Có 2 bộ dùm em á chị nha. Ok chị yêu này. Cả nhà chấm bài cho em nghe nha. Màu vàng này còn mấy bộ này, số 5 này, số 6 này, số 7 này. Rồi số 8 nha, số 5 tới số 8 nha mẹ bạn. Màu vàng tặng luôn 50 luôn cả nhà nha. Rồi bộ xuyên nhau vàng em tặng luôn 50 nha. Size số 5, số 6, số 7, số 8 là 4 bộ. 15kg tới 25kg cho em nha. Dạ 15 đến 25kg cho mẹ mắt. Chứ là cái bộ xuyên nhân này. Đã xuyên nhân cho mấy chị, xuyên nhân cho em. Đẹp lắm luôn á, xuyên nhân. Size bé 10kg, 15kg là tới là 25kg. Bộ xuyên nhân cho em nha. Đấy, xuyên nhân màu vàng hết nha. Màu vàng này không có 26kg giùm em á. Dạ vàng này có size bé tầm 25kg lận thôi. Từ số 5 tới số 8 nha. Dạ vàng 24kg em chú Trang Nguyễn và bộ này.
ok chứ yêu nha. Bạn 24 cái size cho em. Rồi cho chút bộ vàng cho em nha. Em còn lại size mấy 22 ký lại thôi á. 15 ký tới 22 ký đẹp nha. Dạ 15 đến 22 ký chùm em á. Dạ 50k em em. Cảm ơn chị sẽ like có đơn quý vị nha. Rồi ok chị Huỳnh Anh để em lên đồ dài chị luôn á. Đồ dài bé trai. Chị lấy đồ dài bé trai đó. Ok chị yêu. Rồi nó bộ nhận vàng cho em nha. Hàng thun lạnh nha. Chắc này chắc hàng thun lạnh cho em á. 15 ký đó là 22 ký bộ vàng cho em nha. Xem đó cả nhà là giá 80. Ờ giá 50 hả? Vàng 25 ký em chú bị nhung ngọc nè. À lên hàng xuất hàng ok chị. Không có xuất hàng luôn. Rồi ok lên hàng xuất hàng cho cả nhà nha. Dạ bé gái 28 ký dạ có. Rồi ok bé gái bé trai em lên đó nè. Dạ ok chị yêu nha. Để em lên cho. Bay nào quần áo chị em vô được mà im được không? Im được. Im được chưa? Số quần áo chị em á. Cái bay kia nè. Bay đúng không? Bay mới cái chị đó. Bay hai á. Bay đúng không? Ờ đúng rồi, im được. Được chưa? Rồi ok. Dạ đây chị ơi, đệm lên cho. Cái này size bé này. Trời ơi, đây đã lấy size nữa. Dạ ok chị, em lên xuất hàng cho. Nó cục như cục nào chị? Cứ cục vậy ra cục vậy. Cục là size, còn một size luôn. Dạ một cục một size. Dạ ok chị, để em kiếm là đồ dài đó mấy chị yêu. Rồi để em hút đồ dài mấy chị luôn á. Dạ em sẽ, ôi chung, chị này nó bị trục chặt xíu. Dạ mấy gái 28 ký. Đem một nước nhạc 28 ký. Rồi ok chị yêu nha. Ờ đồ lụa bé gái dạ có, đồ hút dài tay qua đi em. Nước nhạc quá trời luôn. Rồi em nó bộ số tử nha, 30 ký 32 ký bộ số tử 85 ngàn. Rồi 30 ký 32 ký nha cả nhà. Thế cần không có cái cụ đồ đồ. Cái này size 30-32 ký nha. Rồi lên bộ sư tử hàng xuất hàng trên 85k. Dạ có, chị cho em xíu nha. Sư tử 85 ngàn cho em nè. Em cho chị Hoàng Nguyễn nha. Cái này size tầm 30 ký cho em nè. 30-32 ký nha. Sư tử cho em nè. Rồi 80k cho em nha. Đúng luôn á. Sư tử này 80 ngàn cho em. Áo khoác dạ có em. Sư tử với 80k mấy chị nha. Rồi quẩy mấy chị ơi, tranh thủ cho em nha. Rồi lên bộ nhạc hồng size 10 ký tới 35 ký cho bộ nhạc hồng nè. Bộ nhạc hồng là sao nhí trăm á, nhí trăm lại trăm mốt à, nhí trăm lại trăm mốt nha. Bộ nhạc hồng nè, à bấm mình đã. Cái này có size của bé nhá. Cái gì vậy? Bấm đi. Không nhất cái cụ sử hết. Rồi bộ nhạc hồng mà chị thích bộ đây không? Bộ nhạc hồng sao đến 10kg tới là 35kg cho em nha. Hàng này có size, sao nhí là sao đại cho em. Hàng thun cô công chính phẩm cho em nha. Không phải thun cô công hết toàn bộ cho em á. Nhí trăm lại trăm mốt cho em á, mặt xuống lắm. Chắc thun đẹp bao hàng cả nhà luôn á. Chắc mát lắm chị ơi. Rồi ok mấy chị nha. Mã nhạc hồng cho em nghe nè, nhạc hồng. Đấy, bé gái như cả nhà. Ok em chào chị Ngọc Hân. Ok chị yêu ha. Chị Ngọc Hân này. Đấy, bộ nhạc hồng nha, đẹp cực kỳ luôn á, 10 ký cho tới là 35 ký đẹp nha. Bộ đem có hai size, size nhí và size đại thì em á, không đề hàng thun cô công chính phẩm cho em á. Rồi chị là chúc mã nhạc hồng cho em nghe, đúng luôn á. Mã nhạc hồng cho em nha. 10 ký cho tới là 35 ký có size cho em á, xếp nhạc hồng cho em nha. Rồi bộ sư tử em chúc chị Thu Hiền Phạm nè, mã sư tử cho em á. 85k bộ cho em nha, ok chị yêu nè. Chị Thu Hiền Phạm kèm số điện thoại nghe chút luôn ha. Rồi nó mã nhạc hồng cho em 10kg cho tới là 35kg đẹp nha. Đấy, đồ dài tay bé gái cho em nè. Đó, mã nhạc hồng cho em khung này, hồng em ba là hàng khung cô công chính phẩm luôn. Nên là mấy chị được kiểm tra hàng phẩm mấy chút nhận hàng cho em nha. Đấy, bé gái giùm em. Rồi, à, bé trai cái size đó nhiều lắm để em lên cho. Chị Thu Hiền Phạm kèm số điện thoại giùm em chị nha. Rồi nó bộ con mèo này. Bộ mèo này sai, tay ngắn này. Đây như vậy, ta có một bộ này. Rồi, nó bộ mèo á, cái nhà mèo đùi với chị. Bộ đùi nè. Ôi, nó bộ mèo cả nha, còn sót bộ. Rồi, bộ đây, bộ tay ngắn cho em nha. Bộ đem tặng cả nhà luôn, 30 ký cho em nè. Mèo là 30 ký cho em nha. Rồi, bộ đem tặng cả nhà là giá như nè, 65 á. Có bộ mèo, tay ngắn cho em, 65k, xếp đùi. Rồi, mèo 30 ký cho em nha, 65k nè. Rồi, chứ chúng ảnh mèo cho em nha, xinh quá luôn á, bộ mèo. Tay ngắn luôn đó, tay ngắn cho em, xếp đùi nè. Rồi 30 ký 32 ký cho bộ mèo á. Rồi xem bộ lên 6 bao nhiêu, 60 à.
Dạ mèo 60 em chú chị là Phan Trang. Chị số điện thoại đó, chốt hỏi giùm em chị ơi, có số điện thoại em không chốt được nha. Mấy chế kèm theo số điện thoại nghe chốt nha. Mấy chị khách mới chốt hàng kèm theo mã và số điện thoại nha mấy chị, cùng một dòng đi mấy chị yêu ơi. Trời em lên bộ đây này, sư tử thì còn bộ hả? Bộ sư tử này mẫu đây em khác quá, hình khác thôi. Bộ sư tử cho em nha, khác không? Rồi lên mã sư tử cho em này tầm 30-32 cái em còn xếp sư tử nữa. Cái này sao tầm 30-32 cái em lên mấy chị một lần luôn một size. Rồi em lên một khác nha. Rồi 85k nha, sư tử đây 85k. Size của bé tập 30-32 cái nha. Sư tử này một, được có một bộ thôi, chị là nhanh tay có size nha. 30-32 cái bạn mang lại cho em. Rồi lên mã sư tử cho em, sư tử em chắc thì thấm lên. Ok, thì thấm lên sư tử cho em nha. Rồi lên màu xanh này cả nhà. Ok chứ yêu nha. Đó. Rồi lên màu xanh với chị nha. Một con chuột xanh này còn xét. Tầm 30-32 cái nha, mã chuột xanh cho em nè. Đấy. Rồi ok chị yêu á, chuột xanh này 30-32 cái nha. Giá 85k mà em chị không sai lại. Chuột xanh cho em nha. 30 ký cho các bạn, 3 ký cho em nha. Đấy, đẹp lắm cả nhà. 30 ký cho 33 ký cho em á. Giờ giúp mã chuột xanh cho em nè. Rồi giá 85k nha. Đấy, chuột xanh cho em nha, được bộ nè. Mã chuột xanh cho em á, giá 85k mà em. Chuột xanh. Rồi tiếp tục em lên mẫu với cả nhà. Bé trai dài tay nè. Chuột xanh này em chốt chị ạ, Ngọc Quyên Trần. Rồi em lên bộ xanh nha. Bộ xe xanh nè. Lên bộ xanh với chị em thầy xanh nè. Rồi bộ xanh nha, cả nhà xanh này có một chiếc xe cho em nè. Rồi lên bộ xe xanh cho em nha, bộ xe xanh cho em. Xe xanh này có một bộ tầm 30-32 cái nha. Xe xanh này cho em bộ xanh nó luôn nha. Em không lấy sư tử chị thu hiện thành chị vô lên sống phải em chưa chốt được đâu chứ yêu. Rồi lên bộ xanh cho em nha nha. Còn mấy mã xanh cho em hát xanh. Bộ xanh cho em nghe nè. Rồi ok chị yêu nha. Xanh này chút thì tôi hiền phạm cho em nè. Ok chị yêu nha. Xong chút bộ sư tử quả chị sư tử đó. Rồi em lên bộ đây nha cả nhà. Cái hàng này mỗi mẫu được có bộ 2 bộ à. Rồi lên bộ xám nha. 30-32 cái nhưng mà cái size này em còn được 10 bộ thôi. Tại vì cái hàng size nha. 26 cái em lên bộ khác chị ơi. Cái này em có bộ size tầm 30-32 cái băng. Xe xám 85.000. Bộ xe xám nhá. Em mua cái size 85 có 26 cái đều lên size 85 cho. Rồi lên bộ xe xám tầm 30-32 cái chị nha. Xe xám cho em nha này. Đấy, mã xe xám nhá. Và xanh trước không có chị cũng hiện vào. Xanh trước không có size hết rồi, bộ chị xanh trước hết rồi. Mã xe xám cho em nha. Chị chúc bộ xe xám cho em này. Rồi 85k bỏ bộ đây lên. Xe xám cho mấy chị, mã xe xám cho em 85.000. Rồi bộ xe xám cho em giá 85k dùm em nha. Rồi ok chị yêu. Xe xám là em chốt chị Phan Trang. Bộ xe xám dùm em. Giá 85k. Để chị áo em luôn á. Rồi xanh mèo chị nha. Xanh mèo là bộ nào? Xám mèo, chốt chị xám mèo đi em. Bộ xám không mèo. Xám mèo có gì? Rồi lên bộ xe mấy chị xe xanh nha. Mã xe xanh này ô tô á. Lên bộ ô tô này. Lên mã ô tô mấy chị ô tô nha. Tầm 30-32 cái gì mà ô tô cho em nghe này. 1, 2 là con vũ đây, không có con xám nào. Rồi, lên mã ô tô với ô tô cho em, đúng với mã hàng mới chốt chị ơi. Ô tô cho em nha. Chị Thu Hiền Phạm nãy giờ chị không được bộ nào, nhưng chị chốt đúng mã chứ chị chốt không đúng mã em đâu chốt được. Rồi, size mấy tầm 30-32 cái ô tô cho em này 85k. Bộ này đẹp lắm cả nhà, ô tô nha. Rồi, xe xám em hết rồi. Xanh mèo á, xanh mèo còn không? Xanh là con đây này chứ còn con mèo kia là. Xanh mèo kia hết rồi chị ơi. Xe xám em hết rồi. Rồi ô tô mấy chị nha. Đó. Ô tô này, dạ có chị có sao nhỏ chị em xíu. Ô tô cho mấy chị, ô tô thiệt đẹp luôn á. Mã ô tô giùm em nha. Ô tô đẹp lắm cả nhà. Ô tô này có 2 bộ luôn à. Ô tô này có 2 bộ luôn. Giống nhau luôn. Okay. Ô tô này em có 2 set đó chị, chút mã ô tô giùm em. Dạ không có sai chị ơi, cái này mỗi mẫu được có bộ mà mấy chị tranh thủ chốt đi. Mỗi mẫu em có được bộ hết. Rồi, lên bộ cá mập nha chị, bộ con cá này. Đấy, bộ cá cho em nha. Bốn tầm 30-32 cái nha, bộ cá cho em nghe này. Đó, mà cá cho em nha. 85k 30-32 cái giùm em. Đẹp lắm cả nhà. À, lên bộ cá mập cho em nha, cá mập này được có bộ à. Mã cá mập em gồm một set thôi nha. 30-32 cái đó. Rồi lên mã cá mập cho em nha. Được quá trời luôn, bộ cá mập nha. Rồi, giá 85k. Cá mập này giá 85k em. Nhìn hình lắm. Rồi ô tô này em chúc chị ạ. Chị Quyền Huỳnh, chị Võ, Quyền Võ cho em á, cho chị yêu. Có được không? Ô tô bao nhiêu ký? Tầm 30-32 ký mà em chị size 90 á. 30-32 ký cho chị thích Võ.
Rồi, cá mập em chốt chị Cẩm Nhung. Khủng long là 35kg cho em nè. Khủng long 35kg cho em nha. Khủng long. Mã khủng long cho em 35kg nha cả nhà nha. Đây, đẹp lắm. Khủng long là 35kg cho em á. Giá 85.000 xe đại cho em nha. Đây, đẹp lắm cả nhà. 35kg cho em mặc đẹp nha. Rồi, chốt chút mã khủng long cho em nha này. Khủng long 35kg cho em nha. Bộ khủng long này, 35kg cho em cách size á. Mã khủng long cho em 35kg cho em. Khủng long cho em nghe hết 35kg cho em. Rồi, tiếp tục em làm mẫu cả nhà. Ồ, đẹp quá. Rồi, lên mã mèo xám nha. Mèo xám cho 35kg cho em nè. Rồi, lên bộ mèo xám cho 35kg cho em. Giá 85k nha. Sai đợi cho em nghe nè. Rồi, lên bộ mèo xám cho em nha. Còn biết chơi thằng đẹp không mấy chị ơi. Sắc luôn á. Mèo xám, xích mèo xám cho em nè. Size của biết là 35kg mặt đẹp nha. Mèo xám khủng long em chúc chị Huệ Túy cho em. Mã mèo xám 35kg cho em nè. Đấy, cái này em đang có bác chị được với bộ 35kg thôi. Mèo xám cho em nha, 35kg mặt size. Đẹp quá, mèo xám cho em. Đấy, xin chưa. Rồi giá 85k nha, mèo xám này giá 85k. Mèo xám. Dạ không có 40kg chị ơi. Hàng xuất hàng không 40kg cho em. À, bé gái 35kg hết rồi chị ơi. Bé gái 35kg là một hàng chung cô tâm cho. Còn cái hàng xuất hàng hết 35kg thôi. Rồi lên một đây cho em cái gì á. Khủng long này, khủng long này còn 2 bộ 35kg nha. Khủng long. Mã khủng long em còn 2 xích 35kg nha. Khủng long. Rồi mã khủng long cho em nè. Size của bé tầm 35kg cho em. Khủng long 35kg cho em nè. Đẹp quá luôn. Sư tử 35kg cho mấy gì á. Mã sư tử cho em. Rồi 35kg cho cả nhà nha. Sư tử này 35kg cho mấy chị nha. Hàng xuất hàng còn ít lắm mấy chị. Em qua chị em like hết lễ size rồi bây giờ còn ít em lên với chị nhanh thì em lên một khác ha. Sư tử này 35kg có size nên chị là có xanh cũng với chị chốt hàng có size với chị tranh thủ chốt đi ha. Tại cái hàng em hết rồi. Vì hàng em về là hết sạch luôn. Sư tử này có mấy bộ với chị nha. Chắc là các bạn sư tử cho em 35kg nha ha. Còn được 3 bộ. Sư tử cho em nha. Rồi tiếp tục em lên màu đây. Dạ xuất hàng mày xuống lắm chị ơi. Ok lắm. Rồi em lên màu xanh nha, 30kg 32kg này. Rồi lên màu xe xanh cái gì, mà xe xanh nha mẹ. Rồi xe xanh cho em cái chị theo dõi like cho em nha. Xe xanh cho em. Đấy, bộ xe xanh này tầm 30kg 35kg cho em nha. 30kg 32kg chứ. Đấy, bộ xe này đẹp lắm luôn, 30kg 32kg đẹp nè. Bộ xe mấy chị nha, cái chứ mở xe cho em nè. 30kg tới 30kg 32kg cho em. Đại cổ. Rồi xe này 30kg em chút chị ạ. Chị Hồng Nhi này, bộ này 30kg cho em nè. 30kg em chút chị xe nha. Xe chút chị ạ. Xe 30kg giùm em. Rồi em là một khủng long này 30kg 32kg nhé. Khủng long một xoáng nha. 30kg 32kg cho em nè. Khủng long. Dạ sư tử em chút chị Hội Tí. Sư tử giùm em. Khủng long này 30kg 32kg giùm em. Cái này em lên theo size giùm em á chị. Hàng này em lên theo size. À, có mấy bộ được ạ, được mấy bộ đẹp tại bây giờ nó lễ size á. Quay về hôm nay mấy đợt rồi mấy chị nó hốt sạch luôn á. Rồi xem chứ chị ạ, Hồng Nhi rồi. Rồi mặt khủng long tầm 30kg 32kg nha. Khủng long cho em nè, đẹp dẫn em luôn, 30kg 32kg nha cả nhà. Mã khủng long cho em nha, ok chị yêu. Khủng long nha, khủng long này có một bộ thôi mấy chị em thủ chốt đi. Cái size này 30kg 32kg cho em, nó xếp thôi cả nhà. Khủng long mấy chị nha. Dạ khủng long này cũng bộ giùm em á chị, chắc mã khủng long cho em. 40kg bé trai ạ. 40kg lấy một khác em, chị còn hạnh phúc hạn quá, không có 40kg cho em. Trời ơi đẹp quá luôn á. Rồi sư tử em chúc chị Đinh Hồng Nhi. Ok sư tử nha. Size 95 là hết rồi chị ơi, size 95 còn hết rồi. Rồi lấy bộ đây cho em, đây size 90. Bộ xe á, xe cho em này. Mã xe nha, cả nhà xe này. Xe này tầm 30kg 32kg nha. Bộ xe cho em nha nè. Rồi chết chút bộ xe á. Khủng long em chúc chị Đinh Hồng Nhi. Ok yêu nha. Bộ xe ô tô này 30kg 32kg cho em. 33kg đủ lại cũng được. Bộ xe size 90 chị, 30kg 33kg cho em nha. Rồi chắc sẽ trước mặt xe cho em nha. Xe này được một bộ nha. Đó. Bộ xe cho em nha nè. Đẹp quá trời luôn á, 85k. Xe này còn bộ cái gì á, 85k. Mà xe cho em nha. Em khủng long. Khủng long trước thì đơn hình như vậy đây nè. Tại cái size của size 90 nha. Rồi em lấy bộ đây nha, bộ máy bay nè. Máy bay tầm 30kg 32kg máy bay cho em nghe nè. Cho em xả bộ xe, ok chị yêu á. Chị đang đi xả xe. Mã sư tử máy bay tầm 30kg 32kg nha. Máy bay cho em nha. 30kg 32kg đẹp nha. Rồi lên mã máy bay cho em nghe, máy bay em sẽ giữ trần. 30kg 33kg nha mấy chị á, 32kg lại thôi. Mã máy bay nha, size 90. Đây là size 90 dùm em á. Size
size tầm 30 kg tới là 33 kg giùm em á. Máy bay nè, đẹp lắm. Máy bay được, em còn có được một bộ á, được một set thôi cả nhà. Size này size 90 á. Rồi, hết rồi đó. Size 90 là hết rồi. Giờ xuống cái mã là size 85 nha. Size 85 là tầm 25 kg cho tới là 28 kg giùm em ha. Hai bộ nó đẹp này cả nhà. Trời ơi, xe cứu hỏa. Xe cứu hỏa này có size tầm 30 kg cho tới là 33 kg cho em nha. Xe cứu hỏa cho em nè. Rồi đến mã xe cứu hỏa cho em mấy chị. Ba trên. Mã xe cứu hỏa cho em nha. Ba trên thì cuối. Hai bao của đó. Rồi mã xe cứu hỏa cho em nha mấy chị nha. Máy bay em chốt chị Huyền. Huyền vỏ cho em nha. Rồi ok mấy chị nha. Máy bay xe cứu hỏa cho em nghe nè. Xe cứu hỏa. Dạ xe cứu hỏa này em chốt chị ạ. Chị Phan Rang, Phan Trang, xe cứu hỏa cho em nghe. Bé gái size 80 nha, chốt chỉ hai bộ lệ trần. Còn bộ nào size 80 nha. Bé gái. Rồi ok chị nha. Sư tử tầm 30 kg cho tới là 35 kg sư tử nè. 30 kg 35 kg sư tử cho em nha. Sư tử thì còn size tầm 30 kg 35 kg cho em ạ. Giá 85k mà em chị. 30 kg tới 35 kg cho em ạ. Rồi ok chị nè, sư tử cho em nghe, 30 kg tới 35 kg nha, sư tử em còn hai bộ thôi. Hết size tầm 30 kg 35 kg cho em, còn hai size 90 với lại size 95 á. Đẹp lắm cả nhà. Mã sư tử cho em nha. 30 kg tới 35 kg cho em, hết sư tử cho em nha. Rồi cái này có size bé 25 kg nè. 35 kg bé gái chị. 35 kg bé gái hàng xuất hàng hiện tại em hết sạch rồi chị Kim Ngân ơi. Để lên hình khác cho chị cho. Chị lấy cái hàng thun cô tông em lên cho nha. Chờ em xíu em lên máy lỗi xíu. Rồi bé gái, thì bé gái hàng xuất hàng hiện tại hết sạch nha cả nhà ơi. Khủng long này 25 kg 28 kg nha, khủng long này 25 kg 30 kg vậy em á, khủng long. Rồi giá 85k nha, khủng long cái size để em lên mấy chị là size từ 25 kg cho tới là 30 kg nha, khủng long này. Sư tử 35 kg em chốt cho chị Hương Liên. Rồi bé trai này 30 kg lấy mẫu đây cho em nha. Sư tử 30 kg em chúc chị Đinh Hồng Nhi chốt rồi đúng không? Đinh Hồng Nhi đã chốt rồi. Chốt rồi, chốt rồi. Hậu vỏ lấy khủng long bao nhiêu ký? Hậu vỏ lấy xuống. Hậu vỏ ơi, chị lấy bao nhiêu ký giùm em? Khủng long từ 25 kg tới 30 kg nha, khủng long nha. 25-30 kg mẫu đây giùm em á, khủng long. 25 kg tới 30 kg nha, 85k khủng long này. Ok vậy, khủng long thì lấy mỗi 26 kg em. Máy bay từ 20 kg dạ có. Dạ có chị Kim Ngân, đưa bộ nút nhạc chị. Rồi lên một máy bay nha. Rồi lên một máy bay có tầm là 25 kg 30 kg nhắc máy bay cho em nè. Để em lên chị, máy bay á. Tầm 25 kg 30 kg nhắc máy bay cho em nè. Rồi giá 85k nha. Rồi giá 85k máy bay nè, máy bay 26 kg em chứ chị. À, hậu vỏ luôn nè. Ok chị hậu vỏ luôn á, máy bay giùm em. À, đây là chị Kim Ngân ơi. Bộ nút nhạc này nhạc hồng có size đến 10 đến 35 nút nhạc hồng cho em nè. Giá size nhí là 85, nhí là 190 nha, nhí 100 đại 1 đại 101. Bộ nhạc hồng của bé gái đồ dài tay nè, hàng khung cô tông cho em nha, 10 kg tới là 35 kg nha. Mã nhạc hồng cho em nha, bộ đẹp lắm chị. Rồi cho chút bộ nhạc hồng cho em bé gái nè, 10 kg 35 kg có size. Màu hồng dễ thương lắm luôn á. Dài tay cho em nghe mấy chị nha. Em kiếm dễ cửa nè. Chị nó mong gì đó mà nó mở cửa hơn á. Rồi lên một bao nhiêu mã nhạc hồng bé gái 10 đến 35 cái cho em nha. Hàng nó có hai size, nhí và đại cho em nha. Dạ size nhí là 100, size đại 101 chị Bảo Kim Ngân. Nhí 100 đại 101 giùm em nha. 10 ký có 35 cái đẹp luôn á. Cho nên em chạy lại hàng khung cô tâm biến phẩm. Mặt đó. Chắc này chắc rất là dẻo á chị ăn. Chắc này nó không dày, không mỏng cho em á. Cái mùa đó mấy chị đã mặc được rồi. Nó CC đành là mấy chị mặc được phải đấy rồi ha. Mặc xuống lắm. Rồi lên mã nhạc hồng 10 đến 35 cái nhạc hồng cho em. Giá sale cả nhà là nhí 100 và đại 101 giùm em á. Rồi em lên bộ đây nè. Màu xanh nha cả nhà nha, màu xanh này. Size bé tầm 25 kg 30 kg nhé, màu xanh giùm em á, giá 85.000 bộ xanh. Từ 25 kg tới 30 kg nhé cả nhà nha. Đây màu xanh cho em nghe đỉnh luôn á, xanh. 25 đến 30 kg giùm em á, màu xanh này. Giá sale luôn cả nhà là 85k bộ nha. 25 đến 30 kg giùm màu xanh này. Nhạc hồng em chốt chị ạ. Hồng em chốt chị trúc phở 14 kg nè. Ok nhạc hồng em chốt chị Mai, Mai Thảo Trần Đại ok nha. Có biết chai 20 kg giùm Mai chứ để em lên cho chị. Rồi nó màu xanh nha, cái nhà xanh này tầm 25 kg tới 30 kg nhé. Màu xanh là 85.000, màu xanh cho em giá 85.000. 25 kg tới 30 kg nhé.
Mèo xanh 30 ký em cho chị Thiên Kiều Nguyễn, màu sạch đây. Dạ ok chị yêu nha. Nhạc Hồng 35 ký một mẫu, ok em cho chị Kim Võ, Võ Thị Kim Ngân, Võ Kim Ngân. Số điện thoại giùm em chị ơi. Chị Kim Ngân ơi, cho em xin số điện thoại nha. Cho kèm lại số điện thoại giùm em chị yêu. Mèo xanh em hết size rồi Thắm nha. Chị Thắm lên mèo xanh có bộ à. Chị Kim Ngân kèm lại số điện thoại cho em nha. Em có thể nhẹ nhàng chứ không? Chị Thắm lên bao nhiêu ký? Ít tính thì chị Thắm lên là size 85. Bộ ngố mẹ bé có chị để em lên cho. Cá mập size bé 25 ký tức là 30 ký nha. Cá mập này Thắm lên mèo xanh em hot rồi chị ơi. Ok chị Bảo Kim Ngân em hết số điện thoại chết rồi nha. Để em lên cho còn chị. Bộ giờ tay có để em lên cho cả nhà luôn á. Bộ cá mập nha, cá mập này có size tầm là 25 đến 30 ký cá mập đây nè. 25 đến 30 ký đẹp nha. Mã cá mập em nha, 25 đến 30 ký giùm em á, cá mập nè. Rồi cá mập này em chúc chị hậu vỏ bộ á, cá mập em này hậu vỏ. Ok chị yêu nha, hậu vỏ có bộ cá mập giùm em. Dạ con. Có cái chị thêm một bộ. Không có em nhiều lắm, chị lên tầm lên mẫu rồi. Rồi nó bộ phục, đây bộ sư tử này, sư tử có 25 kg tới là 35 kg nhé, sư tử này. 25 kg tới 35 kg này nha, mã sư tử cho em nha. Em ơi cái hàng nó chị ban luôn chúng ta kêu luôn đi. Cái hàng nó ban bên xong. Rồi lên mã sư tử cho em nha, từ 25 kg tới 35 kg cho em sư tử á. Rồi sư tử này em chấp chị Thiên Kiều Nguyễn, ok chị yêu nè. Sư tử này em chấp chị hậu vỏ cho em nha. Sư tử đây có 35 kg lại cho em á, từ 25 đến 35 kg cho em mã sư tử. Đấy, 25 đến 35 ký mã sư tử cho em nha. Đẹp lắm chị ơi. Dạ còn, để em lên cái yêu. Em đại chị bộ bé gái, chị like cho chị chị Kim Lăng thấy bé gái đồ lạnh đó. Rồi lên bộ màu bộ này bộ con chuột xanh này từ 25 đến 30 ký mã chuột xanh nha. Chuột xanh này còn một bộ này. 25 ký tới 30 ký đẹp nha. Mã chuột xanh cho em nha. 25 ký tới 30 ký giùm em. Dạ có chị để em lên cho. Bộ chuột xanh cho em xinh lắm. 25 ký tới 30 ký cho em nè. Rồi lên bộ chuột xanh cho em nha. Bộ này có được một bộ giá 85k. Chuột xanh này giá 85.000 nha. 25 ký. 25 ký tới 30 ký chuột xanh này. Mấy cái còn xa đẹp luôn. Dạ chuột xanh này em chúc chị hậu vỏ. Cái chị không? Không em đi gái hàng mình được làm cho hàng cô tâm kiếm thẩm. Hàng cô tâm kiếm thẩm. Dạ chuột xanh này em chúc chị hậu vỏ. Hàng cung cho tâm đúng không? Cái một tiếp về chị nghe ngầu đâu không? Cái quần ấy ngầu tại đây ngầu đâu. Rồi có chị để em lên cho chị yêu nha. Đây này chị Kim Ngân. Rồi đây bộ một kem á, bộ kem này có tầm 10 kg tới 35 kg bộ kem nha. Chuột xanh em hết rồi chị. Chuột xanh này có bộ à. Bộ kem bé gái này hàng cung cô tâm chính phẩm cho em nha. 10 đến 35 kg đẹp nè. Chuột xanh em hết rồi chị Huỳnh Giao hoặc Huỳnh Anh. Chị em xíu mấy chị. Dạ còn để em lên cho. Hết rồi giờ. Biết là cái chị ngồi yên không lên. Dạ còn biết gái cho em chị để em lên cho. Em lên một mươi chị. Nhiều quá mà. Nhiều lắm chờ mấy chị từ từ em lên nha. Chị xong 28 em mất sai rồi. Ôi trời trời. Ôi giật mình. Trời ơi mấy chị ơi. Chị em xíu nha. Chết mẹ rồi. Cả nhà coi được không cho em xíu. Máy rồi nó chạy tầm lâm tà la. Hàng nó nhảy tầm lâm á. Rồi cho em chút nha. Ok chị ngố mẹ bé có hàng giùm em. Cả nhà cứ chấm bài theo dõi like để em có đơn cả nhà luôn hết. Rồi ok mấy chị nha. Rồi chắc là thấy em không? Sao hôm nay toàn sai bự không à. Ok chị yêu nha. Dạ em like nhiều bay á. Nên là mấy chị bên bay bên đây mấy chị găng tay giùm em xíu nha. Em coi chỉnh là cái máy đây nè. Nó mò em ơi. Rồi ok chưa? Rồi. Em lên bộ cam nha cả nhà, cam này. Size của bé tầm 10 kg tới là 35 kg bộ cam này. Size nhí 100, size đại 101, dài tay chân. Đây là hàng thun cô tâm chính phẩm cho em nghe. Thun cô tâm chính phẩm này chị mặc xuống lắm, đẹp cực kỳ luôn á. Cam đó chị nha. Đây bộ cam cho em nè. Size tầm 10 kg tới 35 kg gì em á, bộ cam nhí 100, đại 101 cho em nghe.
khung này khung đẹp luôn, chắc mặt xuống lắm cả nhà đó. Rồi lớp 1 cam cả nhà nha, đi xem la lụa có chị ơi chờ xíu nhé. Rồi lớp 1 cam cho em nghe nè, còn là 3D thôi rồi, chứ phải đánh thêm bao nữa em ơi, điện nó thôi bao kia đi 3D, cái hàng 3D cũng từ từ xỉ. Rồi màu cam đó chị, màu cam bé gái cho em nghe nè, đẹp lắm, trời ơi cam đó chị á, đấy đẹp chưa. Rồi thun cô tông chứng tẩm mạch xịn xò mấy chị màu cam cho em nha. Rồi ok chưa. Rồi em lên màu khác cả nhà nè. Rồi lớp 1 màu xám từ 25kg 35kg nha, 25kg 30kg giùm em ơi, mã màu xám cho em nha. Xếp màu xám từ 25kg 30kg nha, của màu xám là giá 75k hàng xuất hàng cho em nè. 25kg 30kg giùm em ơi, của màu xám cho em nha, xinh quá. Mã màu xám cho em nha. Rồi từ 25kg tới 30kg cho em nha, màu xám cho em nghe nè. Rồi một khách hàng cho em nha, 85k nha. Em xếp chiếc cửa lại, đi ra cho nó nóng chịu cửa hồn mất. Màu xám là chút giờ họ vỏ cho em nghe, ok chưa á. Có 12 cái nước, mình được cái nước này nha. Ủa đâu bộ gì đây, màu xám nhắm bộ đây không? Đúng. Rồi màu xám này có 2 bộ. Bộ màu xám này có 2 bộ cho em nghe nha. Rồi tiếp tục em lên mẫu đây cả nhà. Đây cái size vé là size từ 25-30kg bộ hàm mẻ nè, 25-30kg bộ hàm mẻ cho em nghe. Rồi ok chưa. Đây bộ, 5 bộ hàm mẻ này có được 1 bộ á cả nhà, ok chị yêu á, bộ này có được 1 set thôi. Size của bé tầm 25-30kg cho em nha, hàm mẻ cho em nè, thương quá trời luôn á, set hàm mẻ cho em. Từ 25-30kg thật đẹp nha. Bộ hàm mẻ cho em nghe chị ha, bộ hàm mẻ cho em có 1 bộ á, 25-30kg bộ hàm mẻ cho em nghe. Mèo xám em còn bộ 30kg cho em nghe này. Đó, bộ mèo xám tập 30kg 32 cái nhắc em có 2 bộ mèo xám và còn 25kg cho em mới kích chị. Kích chị đi, xuống cho nó kích quả. Mèo xám từ 25kg cho tới là 32kg cho em nha. Mã mèo xám cho em nha. Dạ ok vậy để em lên cho. Từ 25kg cho tới là 30. Đóng giùm chị cửa này. 25kg cho tới là 32kg nha. Mã mèo xám em còn hàng. 25kg 32kg bộ màu xám trên này, giá 85k bộ cho em nha. Đẹp lắm mấy chị ơi, màu xám 85k. Đấy. Không đẹp không biết xiềng. Ok chưa? Màu xám cho em nha. Con hơi nhảy. Lại lộ. Nó không đi luôn. Ờ bộ này còn bộ nâu. Nâu đùi á, size tầm 30kg cho em. Bộ nâu á chị, bộ nâu còn đùi cho em nha, 30kg cho em. Rồi lên bộ nâu xem bộ này 60.000 á, 30kg cho em nha chị ạ. Bộ nâu này sư tử nâu á, 30kg cho em á, 60.000. Rồi bộ đùi nâu cả nhà 60k nha. Dạ mèo xám em chốt kiểu hoa lan tím cho em 26 với cái size nha. Rồi nâu này em chốt kiểu on vân á. Kiểu on nè. Kiểu hoa lan tím kìa, nó xuống phẩm nghe chớp luôn á. Dạ ok chị yêu. Ôi bộ đẹp quá. Con khủng long biết gọi xe. Con khủng long tầm 30kg 32 cái nhé, khủng long cho em này. 30kg tới 32kg còn bộ này. Bộ đẹp quá. Có một bộ duy nhất thôi nha chị, nhanh tay có size cho em á. 30kg tới là 32kg em á. Rồi 3kg rồi lại. Rồi lên mạng khủng long cho em nha. Khủng long biết lấy siêu ô tô này. 30kg tới 32kg em. Rồi 3kg rồi lại. Rồi lên mạng khủng long nha. Khủng long biết lấy siêu ô tô đẹp lắm. Khủng long cho em nha. Giá 85k khủng long. Rồi lên tiếp bộ đây á. Bộ xe cảnh sát này tầm 30kg tới 33kg nha. Xe cảnh sát nha em à. 30kg tới 33kg mạng xe cảnh sát cho em, mỗi mẫu được có một bộ dùm em á, tại vì nó lấy size rồi. Đấy em vô lại một size mấy chị nè. Xe cảnh sát cho em tầm 30kg tới là 33kg em. Xe cảnh sát cho em. Rồi giá xe cảnh sát là 85k bộ nha. Hàng xuất hàng cho mày sướng lắm cả nhà ơi. Mã xe cảnh sát cho em nha. Đấy chứ cái bộ xe cảnh sát cho em nha. Được hết rồi luôn. Xe cảnh sát cho em nha. Rồi nâu hả? Nâu em hết rồi chị Hoa. Chị Hoa la tím. Mẫu con trai không à? À, hàng xuất hàng còn biết trai là chính chị. Rồi, để em lên mẫu đây cho cả nhà. Rồi, bé gái chị bao nhiêu ký giùm em? Chị Nga, chị đang đẹp bao nhiêu ký á? 28 ký còn bộ là bé gái, chạy tay bên đó. Xe cảnh sát anh chúc chị Diệu Huyền.
bồi mỏng đi để nước nhẹ còn đỡ để người ta lắm. Dạ tay bé gái, bé trai hạt mẫu bé trai 26 mới lên đó chị, 26 mới lên đó. Còn một đây rồi, đây bộ đây con khủng long nha, bộ đây con cá sấu. Cá sấu này sao biết 22 kg, cá sấu này 22 kg em không có sai em, cá sấu này 22 kg chị nè, nè cá sấu trên 22 kg này, cá sấu 22 kg 23 kg nha, cá sấu trên này 75, cái này 22 kg 23 kg, cá sấu 75 nha chị nha, cá sấu này, cá sấu 75 kg em trước chị Hoàng Anh, à, chị Hoa Lan Tiến chị chưa có số điện thoại, em chưa chốt đơn chị được nha. Rồi chị Hoàng Anh chị lên số thoại nghe chốt luôn ha. À, bộ màu vàng là mẫu gì? Bộ đây hả chị? Rồi ok chị đếm đó cho. Rồi là màu đỏ, size biết 22 kg 23 kg màu đỏ cho em nha. 22 23 kg trên mặt 75k màu đỏ. Rồi đỏ là size nhỏ là giá 75k từ 22 kg 23 kg màu đỏ nha. Màu đỏ là bộ con người mặc, bộ người máy robot cho em ha. Đẹp lắm cả nhà. Rồi chốt chút bộ đỏ cho mấy chị đỏ cho em. Đỏ này em chốt chị ạ, Kiều Anh Vân nè. Rồi ok em chốt chị Hoàng Anh nha chị ạ. Ok chị yêu nè. Alo. Alo. À giờ chị qua đi với chị. Giờ cho anh chị qua đi. Dạ dạ dạ, chốt nhiều nhiều chị, hiện tại cái nó mày quên mất. 132 trên sông. 135 mấy chị? 132. Dạ rồi, cảm ơn chị. Dạ ok chị yêu nha. Rồi là một con khủng long này. Rồi xuất hàng còn mấy mẫu nữa thôi mấy chị. Rồi em là mẫu khác cả nhà đây mình xem kỹ cho. Khủng long này 22 kg 23 kg khủng long 75k. 22 kg 53 kg khủng long 75k nha cả nhà. Mã khủng long trên 75.000, 22 kg 23 kg khủng long. Đẹp quá trời luôn á. 75k dùm em nha. Cái này có size biết 22 kg 23 kg cho em nha. Rồi là bộ khủng long cho em nghe này. 75k một bộ cho em nha, khủng long 75.000. Mã khủng long trên 75k. Rồi khủng long này em chúc chị Hoàng On á, ok chị yêu nè. À bộ màu vàng là bộ bé gái á, tầm bé 10 đến 35 cái nhá. Size nhí 100 size lại 101. Đồ dài tới chị em đây, đồ dài cho em nghe nè. Rồi là một màu đây, một màu vàng á chị, màu vàng có hình cô gái chụp hình cho em nha. Hình bé gái nó chụp hình nè. Rồi xếp màu vàng hàng kinh cô tông chính phẩm 10 đến 35 với chị em nhí là nào nha. Rồi sao nhí 100 và sao lại 101 chị em. Xinh lắm, chắc là sướng kỳ luôn. Rồi lên mảng màu vàng cả nhà nha. Thế là cái mảng vàng cô gái, xếp màu vàng cô gái cho em nghe nha. Kinh cô tông giá có đầm chị ơi, để em lên cho ha. Rồi lên màu vàng cho mấy chị màu vàng nha. Màu vàng nó sao đến 10 đến 35 với chị em màu vàng nhí là đại ha, 100 đến 101 ngàn em màu vàng cho em nghe. À, ok chị khủng long. Khủng long em chứa chế bộ được không? Rồi ok chị yêu nha. Đầm có giùm em. Chờ em xíu. Em lên cái mẫu lên xíu nữa, tầm bé 2 ký nữa em lên mẫu đây. À không phải ở dưới chân của chị hả? À xin chị đây. Mẫu đây là bộ gì đây? Cái này là bộ bà sữa nha, xếp chân váy này. Ở vàng 32, 34 ký em trước chị Ly á. Ok chị Ly nha, 34 ký có size giùm em. Bộ đây tầm 33 kg lại nha. Bà sữa xếp chân váy cho em nghe này. Em còn bé xếp em xeo rẻ cả nhà luôn à. Bộ bà sữa là em like mấy chị là 90% luôn. 90-100 thì bây giờ em xem mấy chị còn mấy bộ bà sữa thôi. Còn 4-5 bộ thôi. Xem nó cả nhà là nể size. Là em xem mấy chị là giá là 70 thôi. Bà sữa là giá 70 cho em. Size tầm 33 kg lại giùm em. Xếp chân váy nè. 10 kg tới 33 kg còn nể size. Còn số 12, số 3, số 4 và số 5. Có nghĩa là 10 kg tới 16, 17 kg cho em á chị. Rồi, xem cả nhà là 70 cho em nghe, xếp chân váy cho em nghe này, đẹp lắm. Chị On lấy hết, ok chứ yêu không? Bà sữa. Dạ còn đồ dài bé trai chị, có, đẹp lên cho. Dạ bé trai có 70. Chị Hoàng Anh đồ dài bé trai này chị bao nhiêu ký, mấy ký đúng không? Em đẩy chị On đây. Dạ bé trai chị lấy bộ nâu cho em nè. Rồi, ok em á, 10 ký á, bộ nâu này 10 ký, đó là 35 ký bộ nâu này. Rồi, bộ đây bé trai, mấy chị mình cũng được cho em nha. Nhí 101, đại 102. Mã nâu cho em nghe nha. Ui, đẹp quá. Bà sữa em hết rồi chị, bà sữa thôi, bà sữa em hết rồi. Rồi, lên bộ nâu bé trai, mấy chị mình được nha. 10 kg tới 35 kg bạc. Ây, đẹp quá. 10 đến 35 kg giống bộ nâu. Ta nhí 101, là ta đại 102. Thông này em chị là thằng khung cô tâm chính phẩm. Cái kết quả này em bao mấy chị là thằng loại 1 nha. Khung này đẹp cực kỳ luôn cả nhà nha.
Rồi nó bộ nâu cho em nha, 35 miếng lại cho em nha. Rồi bao trụ sò luôn á, 100-120 cho em nha. Xếp nâu, mã nâu cho chị bộ nâu cho em nha. Ấy biết trai và biết gái, mấy chị này cũng lượng luôn á. Con hàng thở sao này giữ mặt á, trai gái này cũng được lượng nha. 101 ngàn bộ nâu cho em nha. Em đi kiếm rồi lên bộ đây cho mấy chị nha. Máy bay này size 20 ký cho em nha. Bộ máy bay 18 ký 20 ký cho em. Máy bay 18 nó 20 ký cho em. Rồi giá xe mấy chị là 75k nha. Rồi bé trai 27 ký chị Long mua bộ nâu mua. Rồi lên bộ đây máy bay này size bé là 18 ký 20 ký cho em. 18 ký 20 ký nha. Bộ máy bay là 75k. Cái này size bé 18 ký 20 ký cho máy bay này 75k nha. Cái size 85 size cái size 85 ký size 80 sọ. Rồi em ạ, à, khủng long nha, khủng long này size bé 22-23 ký khủng long này. Còn một bộ khủng long 22-23 ký nhé, mã khủng long cho em nó giá 75 22 ký 23 ký đẹp nha. Rồi máy bay 20 ký em thích được full fan này. Khủng long này có size của cái tầm là 22 ký cho em nha. 22 ký 23 ký mã khủng long cho em một bộ khủng long. Rồi giá xem với chị 75k nha, xe nhỏ. Càng hàng xe nhỏ là giá 75k nha. Rồi, mở đây comment khủng long cho em nha, khủng long. Chị Thu Phan có số điện thoại rồi chứ yêu. Chị có số điện thoại rồi nha. Rồi màu vàng này xanh biết 22-23 cái đây. Rồi cái mã vàng cho em nha, màu vàng 22-23 cái gì em á. Mã vàng cho em nha. Rồi giá 75k một bộ nha, màu vàng 22-23 cái bộ vàng cho em nha nè. 75k mấy chịu nha. Cưng quá trời luôn á, bộ vàng 22-23 rất đẹp nha. Rồi lên bộ vàng cho em nha, bộ vàng cái size bé 22-23 cái bộ vàng cho em giá 75. Rồi lên bộ đây một con khủng long nâu. Mã nâu cả nhà nha. Bé trai 26 kg còn bé trai nào là xấu nha. Rồi lên mã nâu cả nhà nha, bộ nâu nè. Vàng này em chúc chị Nhung á, chị Nhung Ngọc cho em nè. Rồi lên mã nâu á, chị bộ nâu cho em nha, 22-23 kg. Thằng con khủng long này, mã nâu cho em nha. Còn bé trai 32 kg không? Nay bộ đây còn là 32 ký chị lấy bộ nữa. Rồi nó bộ em hả, màu xám chị, màu nâu này, nâu khủng long nha, hình có khủng long màu nâu cho em nghe này. Cái này size tiếp 22 ký 23 ký nha, nâu. Rồi hàng xuất hàng hiện tại 30 ký em hết sạch đi gái. Hàng đang về tầm 2 ngày đây sẽ có hàng về cho cả nhà luôn á. Rồi biết cho em. Rồi nó bộ nâu con khủng long nha, 22 ký 23 ký khủng long cho em này. Em chào. Rồi ok mấy chị nha. Bé gái hàng xuất hàng bây giờ hiện tại không còn một bộ nào tầm 30 ký, 25 ký không còn một bộ nào luôn. Hết sạch mấy chị yêu nha. Em về rầm lô mấy lô luôn rồi, hết sạch luôn á. Rồi lên bộ đây màu tông màu đen màu gạch nha. Một con gì đây? Khủng long. Khủng long màu gạch nha chị nha. Khủng long cho em này, màu gạch cho em này, màu gạch cho em nha. Cái màu gạch đẹp lắm, size của bé tầm là 23 ký nha, 22 ký 23 ký. Màu gạch cho em nha, 75k nha, hàng xanh nhỏ. 75k mấy chị yêu nha. Đấy, cắt bẻ cho em nghe chưa? Rồi mã khủng long màu gạch nha, comment màu gạch cho em nha, các khỏi nhầm khủng long gạch cho em á. Bây giờ còn mỗi mẫu được bộ hai bộ đem lại với chị nha. Đi xem hai bé gái, ok chị yêu. Có chị đi xem hai, đi xem hai. Rồi là mã có heo bếp ba nha, heo bếp ba này 22 kg, 23 kg heo bếp ba heo. Heo này có hai bộ heo nha. Xuất hàng tầm 2 ngày nữa có hàng đang về. Rồi là mỗi bao đẹp với chị heo bếp ba nha, 22 kg, 23 kg này. Bếp ba với chị ơi, con heo nha, heo bếp ba cho em nghe này. Cái này 22 ký 23 ký nhé, heo bếp ba dùm em. Bếp trái thì bếp trái mấy chị mày cũng được nha, heo bếp ba dùm em nha. Rồi heo lấy hết, ok chị heo này có 1 bộ, 2 bộ. Rồi ok chị heo làm chút chị yêu nha, hết rồi. Rồi còn sư tử nha. Rồi bây giờ em chuyển sang size tính là 20 ký này, 18 ký 20 ký nhé. Heo có 16 ký em dạ, không có size chị. Heo lấy hết nè, heo này. Heo. Dạ heo em hết chị nhé. Rồi em đang bộ đây cả nhà ơi á. Bộ đây là bộ xe nè, tầm 18 ký 20 ký nhé. Bộ đẹp quá, 18 ký 20 ký dùm em. Cưng quá cả nhà luôn á. Rồi lên bộ đây là bộ xe nè đây. Đó tàu lửa, tàu lửa cho em nha. Tàu lửa này có size 18 ký 20 ký. Bộ tàu lửa cho em nè, 75k nha. Tàu lửa 75k, còn bộ là size số 16 của bạn ký em. Đây là chị, 16 ký á, size 70 á. Xuất hàng, còn xuất hàng.
Rồi, để em lên đây chị nha. Để lên bộ tàu lửa cho em nha nè, mã tàu lửa cho em nha. Size của bé tầm là 18 với 20 cm tàu lửa cho em nha nha, xuất hàng. Rồi, 50 kg hàng xuất hàng gấp 2 chị ơi, tàu lửa cho em nha. Rồi em lên mấy mẫu lửa, đếm mười mấy ký lửa hết nha. Rồi, xe đẹp rất là thu pha, tàu lửa đi. Rồi em lên bộ nâu nè, nâu 18 với 20 cm mã nâu cho em nha. Rồi. Bộ nâu cả nhà nâu 18 với 20 cm nha, 75, nâu 75. Rồi 18 với 20 cm đẹp nha. Rồi đẹp quá trời lên bộ nâu á, bộ nâu này còn bộ 18 với 20 cm cho em mã nâu. Đó. Rồi lên bộ nâu cho em 18 với 20 cm nha. Còn 26 cm, 26 cm. Ủa chị hoa lan tím ở đây có chốt chị được bộ này không? Chị chưa là hoa lan tím ở đây em chưa chốt được bộ nào luôn á, chị không kịp nó xuống phải không chốt được đâu đâu. Em có xuống phải. Mã nâu với chị nha. Đó. Mã nâu cho em nha chị, bộ nâu cho em nha này cả nhà ơi, bộ nâu cho em nha, phải thích lắm luôn á. Rồi lên bộ nâu cho em nha chị, bộ nâu cho em nha, nâu. Nâu này em có một bộ size bé là 18 với 20 cm bộ nâu, em có chị thu pha bộ nâu cho em nha này. Ok chứ yêu nha, nâu. À chị hoa lan tím bây giờ mới có thấy luôn khỏi chứ yêu. Này xuất khẩu nào vậy? Đây là em còn kiểu yêu đây. Rồi em lên mặt khủng long nha, khủng long. Khủng long này 18 với 20 cm nhé, khủng long xám này. 18 với 20 cm đẹp nha, mà khủng long xám cho em giá 75k. 18 với 20 cm em á, khủng long xám cho em, đẹp quá. Rồi ok em, nâu em hết rồi chị ơi. Khủng long xám 18 với 20 cm nhé, khủng long xám cho em nha này. Dạ 18 với 20 cm đẹp nha, khủng long 18 cho em nha. Đấy, khủng long xám 18 với 20 cm, mà khủng long xám cho em. Rồi hết. Sư tử. Dòng sư tử nó nhiều ghê luôn. Sư tử còn 35 ký. Sư tử này có size của bé tầm là 20 kg, 18 ký tới 35 ký sư tử cho nha. 18 đến 35 ký cho em size nhỏ. Khủng long này em chốt với chị ạ. Ok chị khủng long chứ chị thu phan này. Mã khủng long cho em nha. Ok chứ yêu nha. Mã khủng long cho em nha. Rồi em lên mẫu đây nha, sư tử cho em nha nè. Mã sư tử cho em nha, size bé là 18kg nha. 18kg 35kg sư tử này, giá 75-85k bộ sư tử nha. 75-85k nha cho em nha nè. Đấy, bộ sư tử cho em nha, 75-85k sư tử cho em. Anh ơi. Anh ơi. Dạ, sư tử đây em chứ chị thu pha nha. Khủng long xám, khủng long xám toàn bộ ok quyền bỏ. Anh chọn cái anh chưa vô. Coi coi rồi mình cứ đầu là thiết kế sau. Chọn coi chỗ đây. Rồi số tử em chốt chị Ngọc Anh nha. Dạ ok chị số tử em chốt qua chế nha. Chỗ này em chưa mua đồ, chỗ nào chứ? Chỗ giờ chưa mua đồ. Chưa đông mặt đâu hết. Rồi lên bộ đây nha con, khủng long này có size của bé. Ủa em cái này có lỗi với một cái kia tích tam em. Phải không vậy? Nó vậy nè. Rồi lên bộ con khủng long á, khủng long này có size của bé tầm là 16-18 ấy khủng long này. Rồi 16-18 ấy nha cả nhà nha, khủng long cho em nha, còn bộ này 16-18 ấy cho em 75k, em đang lên mấy chị là size 16-18 ấy cho em nha. Rồi đó mà khủng long 16-18 ấy chị là hỏi bộ đây nè, em còn bộ này size 26 ấy em đưa chị bộ đi. Bộ đây là 16kg 18 cho em nha. 18kg em lại chị nha, 16-18 với khủng long cho em này. Rồi em lên bộ đây cả nhà nha. Khủng long em chốt chị ạ, Minh Tâm. Mình làm cái lỗi với nó đi. Mình làm sao có được nó lên cho tỏ. Rồi lên mẫu đây nha. Rồi em lên khẩu trang này, khẩu trang tặng kèm mấy chị luôn á, 50 cái nè. Khẩu trang 50 cái em tặng cả nhà là giá như hôm bữa đó 69 hả? 69. Em tặng mấy chị là giá 60 ngàn đi. Nửa luôn nè. Nửa đi. Cho luôn á. Được bay gì ấy, bay nóc luôn. Rồi mã khẩu trang con cá 50 cái giá 60 ngàn. Rồi chị nào có like, chị nào có đơn thì tốt luôn khẩu trang nha. Khẩu trang con cá giùm em.
50k giá là 60.000 cho em. Lên mã khẩu trang em chốt cho. Đây, mã khẩu trang cái gì, khẩu trang con cá cho em màu trắng nha. Em còn duy nhất có màu trắng thôi. Rồi 50 cái là giá 60.000 giùm em nha. Khẩu trang cái này em dùng hàng ngày luôn á chị ơi. Em đi làm em về. Em đi làm về một ngày em phải bỏ gần 2 cái vậy. Rồi lên mã khẩu trang con cá cho em nghe nha. Bán mấy chị mua không bao giờ là thừa hết, chị mua được cho anh cho em nghe. Cái mùa này rất là cần thiết luôn á. Rồi 50 cái khẩu trang con cá là giá 60.000 giùm em. Đấy, quá trời rẻ luôn. Khi không dịch gì cũng cần khẩu trang hết nha mấy chị. Khẩu trang này bây giờ mấy chị mua không bao giờ thừa luôn. Đấy, gặp đâu mua đó vậy em á. 60.000 và 50 cái cho khẩu trang con cá giùm em. À, khẩu trang. Ok, cứ chị Nguyễn On cho em nha. À, khẩu trang em chắc chị Linh nè, của Linh Hai Thép cho em nha. Mấy chị đẹp lắm, em thường khẩu trang em dùng hồi giờ em mấy chị biết em mua của em một hai thùng mà khẩu trang có van em mua em riêng một bật sáng em dùng á. Chắc họ em không bán luôn á, khẩu trang có van á, khẩu trang mà kia nè, còn khẩu trang con cá em đi dùng hàng ngày luôn. Đấy, thường thường những chỗ phức tạp em sẽ đem những khẩu trang N95, còn những cái chỗ bình thường em đi chợ đi đây em sẽ mang khẩu trang con cá. Rồi khẩu trang em chắc chị Long mua 100 cái, Vũ Linh 100 cái, Nguyễn Hoa là 50 cái giùm em, 60.000 50 cái. Mấy chị chốt khẩu trang đi. Đây em còn màu trắng thôi nha, em còn màu trắng giùm em. Đây giá này giá hỗ trợ mùa dịch. Em hai set khẩu trang, hai set là một set là 50 cái nha, tính theo set một set là 50 cái, em lấy hai set là 100 cái cho chị nha. Đó, khẩu trang em á, năm. Rồi khẩu trang hú. Ok em chào chị Thủy nha. Siêu nhân đỏ có 35 ký em vậy hết. Siêu nhân đỏ đây tầm 26-30 ký nhé. Siêu nhân đỏ. Rồi 85k nha, từ 25-30 ký giùm em. Siêu nhân đỏ 25 ký nha, em lấy 2 set. Ok chị Nguyễn Oanh thích 2 set giùm em. Rồi lên mã, đây mã siêu nhân bé trai này, size tầm 25 ký nhé. Rồi ok nhận đỏ em chốt chị ạ. Chị Kiều Oanh này, nhận đỏ chứ chị Kiều Oanh này. Ok chị em nha, nhận đỏ cho em nha. Nhìn giờ em hết rồi chị Ngọc Oanh ơi. Nên chị hả? Đi đây. Nên nói mấy chị là bì đây cũng màu trắng luôn nhưng mà cái bì nó màu khác chứ được. Đấy vậy nha, đây khẩu trang cho em nha này. Chị đã chốt khẩu trang là nhanh tay về em nha. Trời ơi khẩu trang có cá về em nha mấy chị nha. Rồi 50 cá là giá có 60.000 cho em. Ok chưa, khẩu trang con cá cho em nha. Khẩu trang Nguyễn Vũ Linh 2 xít là 100 cá nha. Ờ đúng rồi, 1 xít, 1 xít là 50 cá, 2 xít là 100. Rồi em lên máy bay từ 25-30 nhé. Máy bay cho em nha này. Rồi 85k nha, dẫn đỏ 16 với mất size chị. Máy bay là tầm bé 25 kg cho 30 cho em này, 25 kg cho mấy chị. Rồi lên mạng máy bay cho em nha, máy bay. Ủa đẹp quá. Trời ơi. Em chị có thể chuyển cho em ban nóc chiều này không? Chị Kim có thể chuyển cho em nghe ban nóc chiều này được không chị Kim? Chị bay nha. Gì đâu mà mới mua có 2 bộ hàng mẹ. Khẩu trang, ok máy bay em chốt cho chị Hoa Lan Tím này, máy bay. Rồi đó là một cái lỗi đó đó em. Còn mình làm không ai chưa không được. Còn mà tụi nó làm mà tụi thấy ý nói như vậy là thấy tội nghiệp. Thì đúng mình chị đi xin cái đấy. Giờ cái số của em hay để này. Dạ máy bay nha, đây khẩu trang mà chị ơi, khẩu trang con cá là em bán một set là 50 cái, khẩu trang là giá 60.000 vậy em nha. Cái này em thật sự mắc không lờ 1.000 luôn. Đó là có kia rồi nha, còn ăn cục à. Sao hết, ở dưới đó 1-2-3 sắp luôn á. Hết không anh? Còn, chị bảo để lên còn, chị mua bữa nó mấy chục rồi. 2-3 sắp với nó. Còn mua hồi bữa giờ là xài quá xài luôn. Đây còn 4 cục. Không mua nữa mà nó mất luôn. Khẩu trang là một set là 50 cái, khẩu trang là giá 60.000 cho em nha. Giảm máy bay em hết rồi chị ơi, máy bay này em chốt qua chế là 1 cái rồi hả? À, em mua nhiều á chị, Kim Long nè. Giá này giá set giá, chị mua nhiều mua thùng đi. Mua nhiều lấy nguyên thùng, thùng là 300 cái á nha. Rồi em lên mũ đen cả mũ xanh nè. Trời ơi đẹp quá, màu xanh này. Tầm 25 kg cho 30 kg nhất, màu xanh cho em nghe. Xe xanh này. Rồi là màu xe xanh với ô tô cũng được nha. Xe xanh ô tô thì cũng được nè. Tầm 25 kg 30 kg nhất, bấm mũ ai vậy? Máy bay à? Máy bay chấp cho chị Hoa Lan Tím. Rồi em mua tầm 2 thùng á, ok chị 2 thùng. 2 thùng một chút. Chị chút mà em điện thoại cho chị xong. Rồi 2 set em chấp chị Long Ngô 2 set khẩu trang. Sao vậy? Ok chưa? Đang mua 2 set khẩu trang Kim Anh. Bộ xe này chứ chị Ngọc Anh. Ngọc Anh bộ xe nè. Dạ ok chị yêu nha. Rồi em lấy bộ xe cảnh sát. Ok chị Kim Long mua 2 thùng một chút, em điện thoại cho chị. Cảnh sát có gì em? Xe cảnh sát từ 25 kg cho tới 30 kg xe cảnh sát. Mà cảnh sát cho nha, 85k từ 25 kg tới 30 kg cảnh sát cho em nha. Rồi lên mạng cảnh sát cái gì? Xe xong em hết rồi.
hai thùng giá bao nhiêu, tí em báo giá chị inbox qua, tí báo giá chị cho máy cho. Rồi, lên màu đất cho em nghe nha, xe cảnh sát cho em nha. Ủa, xe cảnh sát này, tầm bé là từ 25 đến 30 tuổi nha, mạng xe cảnh sát cho em nghe này. Xe cảnh sát cho em nha. Chị lấy gia đình. Chị gia đình đi. Chị gia đình ơi, chị có chút bộ xe cảnh sát đi, cái bộ xanh em hết rồi, xe cảnh sát em chút chỗ hoa lan phím. Em lấy cái gì nữa luôn. Hết đồ 35kg, chị hết sạch luôn, chị 35kg không còn bộ đèo, còn 35kg còn bộ đèo. 35kg hết sạch luôn. Cái trang ép còn bộ đèo. Còn bộ đếm lên nha, còn. Rồi, lên bộ đem mạng có màu xám, từ 25 đến 30 cái dân mạng màu xám cho nha. 25 đến 30 cái dân bộ màu xám. Rồi đếm lên cho chị. Rồi, lên bộ màu xám từ 25 đến 30 cái dân bộ màu xám cho nha này. Màu xám. Từ 25 đến 30 cái dân mạng màu xám cho em nha, màu xám à. 25 đến 30 cái nha. 35 cái giờ còn một con sư tử luôn rồi. Em còn mỗi con sư tử là có tầm 35 cái cho em nha chị nha. À, màu xám em trước chị Ngọc Anh. Chị Ngọc Anh ơi, bây giờ chị có số điện thoại thì không cần phải lên số điện thoại nữa đâu, chị comment cái mã hàng cho em được nha, comment cái mã hàng với số ký cho em nghe thôi, không cần lên lại số điện thoại nha chị nhé. Rồi, lên mã sư tử nè, sư tử đây hình có 25kg nha, sư tử đây có 20kg cho tới là 30-35kg nhé. Sư tử cho em nè, 20kg 35kg đẹp nha. Rồi, chết cho bộ sư tử cho em nè, 20kg 35kg cho em 75-85 ngàn. Cái này là thuộc xe nhỏ là giá 75, còn cái này thuộc xe nào là giá 85. Rồi, lấy một set khẩu trang chứ chị Hồng Lương, một set khẩu trang cho em nè. Ok chứ yêu nha. Rồi, lấy mã sư tử cho em nha, sư tử 32kg em chứ bị gia đình nè. Chị gia đình nè, sư tử 32kg nè. Gia đình nào đã gì chất bụi gì, của xe xăng đó, xe cảnh sát. Mà hết rồi. Sư tử 35kg em chứ bị kim lon. Dạ, ok chị Hồng Lương. Trời ơi, màu vàng, nhức nách luôn á. 25kg 30kg em, màu vàng này. Xe vàng, màu vàng, vàng 25-30kg, màu vàng cho em nha, đẹp chưa? Rồi, chắc màu vàng mới vậy, màu vàng cho em nha, màu vàng. Cái gì luôn chị? 25-30kg nhất, màu vàng cho em nghe này. Đó, rồi lấy vàng cái bên màu vàng cho em nha, màu vàng. 25-30kg màu vàng cho em nghe này. Rồi, màu vàng còn bộ, có bộ duy nhất màu vàng á, 25-30kg màu vàng cho em. Cả đẹp lắm chị, cho tổ chức vàng đấy, đẹp lắm. Rồi, lấy bộ nâu này tầm 16kg thôi. Nâu 16-18 miếng bộ nâu nha, khủng long nâu. Rồi, 1k 3k nha, 16kg đó là 18 miếng, 1k với chị 1k có bộ 75 ngàn. Cam này 75k nha, 16kg đó là 16-18 miếng, 1k 75k. Rồi, là 1k 75k nha, cam 75k. Bây giờ rồi, là màu xanh là tầm 16-18 nha, cảnh sát. Mã cảnh sát cho em 16-18 miếng, mã cảnh sát cho em nè, 16-18 miếng, mã cảnh sát cho em á, 75k xe nhỏ. Rồi, xuất hàng em hết đó chị ơi. Rồi, có bé trai 15kg không? Chị lấy đây, bên này cảnh sát cho em, cảnh sát 16-18 với bộ cảnh sát trên 75k. 16-18 với cả nhà cảnh sát 75k. Dạ, 16-18 với cảnh sát cho em. Bộ heo chị có lấy heo luôn. Rồi, bộ heo bếp 3 heo. Heo này có size với 16-18 với heo bếp 3 nè. Rồi, lên mã heo với chị em, 16-18 với em á, bộ heo cho nha. 16-18 cái gì mấy má bộ heo. Rồi, xanh là bộ gì ạ? Chị Minh Tâm thích xanh gì em chị? Xanh mẫu nào? Xanh là mẫu nào? Chị Minh Tâm mà lấy bao nhiêu ký vậy? Rồi, lấy lại con heo. Chị Minh Tâm ơi, kìm số ký giùm em. Chị Minh Tâm lấy heo hết đúng không? 1, 2, nào cảnh sát em. Chị lấy cảnh sát. Rồi, heo bếp 3 chúng ta chị luôn nè. Chị Minh lấy heo bếp 3 chị luôn lên này. Có đủ sai gì không? Chị thích chịu không? Heo bếp 3 chị Minh Tâm. Minh Tâm còn bộ này cho tải viên bộ heo bếp 3. Chị 30kg 16kg. Bếp chị 16-18kg. Trời ơi, lên bộ đây cả nhà ơi. Rồi, lên bộ heo bếp 3 hết chị ơi, hết rồi. 16kg, bếp chị 16kg. Rồi, lên 1k với chị xe cam nha. Bộ xe cam 16-18kg, bộ xe cam này 5k. Bộ xe cam cho 75k chị Nguyễn Nhiền. Heo em hết rồi chị ơi. Rồi, lên bộ xe cả nhà nha, bộ xe cam này, xe cam nha, hủy cảnh sát. Minh Tâm hủy cảnh sát. Rồi, lên bộ xe cam nha, 16-18 cho em nè, xe cam. Xe cam 16-18 cho xe cam cho em nha. Rồi đó, đây là em hết xuất hàng nha, bây giờ em lên mẫu khác cả nhà nè.
bộ con khủng long này, khủng long 16 đến 18 ký khủng long này. 16 đến 18 ký đẹp nha. Rồi cho các bạn khủng long cho em á, khủng long 16 đến 18 ký đẹp nha. Mã khủng long cho em nha, đỉnh luôn á. Mã khủng long cho em 16 đến 18 ký đẹp nha. Khủng long cho em mẹ thường những cái bộ khủng long đẹp nè. 16 đến 18 ký đẹp lắm. Khủng long này còn bộ thôi. 16 đến 18 ký khủng long cho em. Đi với ta chứ còn bộ này là chốt. Rồi lên bộ xe ha, bộ xe nha. À, bộ xe cam em giúp chị Võ Truyện nha. Rồi lên bộ xe cả nhà, xe xám nè. Xe xám, xe xám cho em nè. Bộ xe xám 16 đến 18 cái nhá. Bộ xe xám cho em nha, được chưa? 16 đến 18 cái đẹp nha. Mã xe xám giùm em nha, 16 đến 18 cái giùm em, mắc xe xám. Bộ xe xám là 16 đến 18 cái nha cả nhà. Bộ xe xám cho em là 16 đến 18 cái, mã xe xám cho em. Rồi hết rồi đó cả nha. Rồi lên mỗi nó còn xe tử nó nhiều lắm. Xe xám em chứ chị à, chị Kim Long, Kim Long hết size nha. Sư tử có size với 16kg tới 35kg sư tử. Sư tử là 16 đến 35kg nha, 75 đến 85kg sư tử. Khủng long còn nè. Khủng long 18kg. Dạ ok em giúp chị Huyền, chị Huyền Võ nha. Khó của cho, khó của cho. Khó của cho. Dạ chị Kim còn có cái xe để đi làm. Sư tử em giúp chị Binh nha. Sư tử cho mấy chị, sư tử cho em nè. Em còn có cái xe đi làm nè chị. Dạ em còn có cái xe đi làm. Dạ chị Kim ngay thơ với em sợ. Không, Kim làm phải giúp chứ mà phải giám sát mọi thứ. Làm xong là phải giám sát mọi kết quả ra ta đó. Thiệt luôn. Rồi, lớp bỏ anh em cả nhà nha. Sư tử nè, xa bé tầm 16kg tới 35kg nhé. Xe em giúp chị Huyền Võ, ok chị nhé. Rồi lên mã sư tử cho em nha. Rồi hết số này chưa? Ủa sư tử hôm nay là cái gì? Xong lên mắt lấy được sư tử nha. Hết rồi. Sư tử nó có gì không? Đang bị đấu lộn cuộc đời chứ. Em định hình rằng chốt. Nhưng mà lấy thì chị gọi nha. Rồi lên mã robot nè, thử robot nha. Biết trai biết gái mình được robot. Robot này em còn một set đó. Cái này có size bé là tầm 22-23 cái bộ robot cho mẹ. 22-23 cái nha. Rồi đi vô, đi vô. Có em đi, cái đi vô rồi. Hay rồi, ai chuyển mấy bộ ra đẹp này. Lấy bộ hàng đồ lạnh trước đây, chị kể đồ lạnh trước. Rồi lên mã robot cho nha. Robot này có size bé là robot này em giúp chị Binh này. Chị Kiều Anh còn bên sau đó. Chị Anh. Rồi em lên một con voi nha. Voi tím size bé là 18 cái nha. 16 18 với voi. Voi này có size bé 16 đến 18 với con voi này cả nhà ơi. Cái này của bé gái 16 đến 18 với các mã voi này. Rồi lên mã con voi cả nhà nhá. Dạ có, để em lên cho chị. 16 đến 18 đó nha. Cái này có một con voi này. Đấy con voi tím 16 đến 18 với voi tím 75k. Size nhỏ 75.000, size đại là bộ hợp đạt 85 và size miếng là 65k. Hàng xuất hàng đó chị nhá. Đây là giá hàng xuất hàng nha em nghe này. Con voi là size nhỏ là giá 75k, bộ con voi là 16 đến 18 với mã voi giùm em. Rồi chính thức đây. Khúc hàng bé gái đây. Còn bộ gì đây? Rồi là mẹ con nai này. Nai tầm bé là 22kg nhé. Bộ con nai này 22-23kg nhé. Rồi là mẹ con hươu. Con hươu giá tầm 75k nha. Cái này hàng xanh nhỏ 75.000. Size của bé tầm là 22kg nhé. Rồi là mẹ con hươu mấy chị 22kg cho mấy chị. Con hươu đẹp quá. Rồi hươu này 22kg nha. Cả nhà con hươu này 22kg nha. Mã hươu. Ở một ít em gọi ít hàng bán giá nữa là xong, em lên mấy chị mẫu khác cho em nha. Bé gái có size tầm là 16kg tới 20 tới 30 kg, em bé gái còn một ít thôi. Tím nó size biết là tầm 20 cái tím 18 cái 20 cái một tím cho em. Ồ đẹp quá. Rồi chứ chút bộ tím bé gái cho là 75k 18 cái 20 cái một tím cho em nha, có được giảm ra luôn. Rồi một tím hình công chúa này. Đó cái này là size 75. 18 cái 20 cái đẹp lắm nha cả nhà. Rồi một tím cho nó tím. Rồi xem cả nhà là giá 75k tím 75k. Nhân hàng thể thao ok chị, tím em chấp kịp Kiều Anh. Ok chị yêu nha. Thể thao có chị.
Rồi em đang bộ đây mã con gì? Tiên nha này. Tiên nha 18-22 chữ nhé. Cái này 20 ký nha chị ơi. Rồi lên mã tiên nha thêm 20 ký cho này. Bộ tiên nha 100 cho em nha 20 ký giùm em. Đẹp lắm chị ơi, tiên nha là có một bộ đó. 3-20 ký cho em nha. Mã tiên nha cho em nha, xinh lắm. Rồi lên bộ tiên nha thêm 20 ký cho em nha, đúng luôn á. Tiên nha này 20 ký cho em, tiên nha này có một bộ màu xanh á. Màu xanh thêm 20 ký cho em nha. Rồi em lấy bộ mèo hồng. Mèo hồng này 20 ký em, bộ mèo hồng. Ok vậy em chốt chị em xin nghe bộ em chốt chị Kiều Anh này. Hồng này 20 ký nha cả nhà nha. Em ơi. Chị em nhìn này như đâu lắm. Rồi lấy bộ đây cho em nha. Mã mèo, bộ này con cá, con cáo. Bộ này hình con cáo, cả nhà con cáo này 20 ký nha. Con cáo hồng cho em 20 ký cho em 75. Bộ cáo này 20 ký 75k nha cả nhà. Rồi lấy bộ cáo cho 75 ngàn. Cáo này 75k. Bộ xanh này chốt chị Kiều Anh. Cá 75k. Sai biết 20 ký cho em nha con cáo. À, thiên nha em hết rồi chị Thúy ơi. Chị Thủy em hết thiên nha rồi. Rồi lên màu tím sai biết 25 ký 30 ký nha. Màu tím 25 ký cho 30 ký cho em. Màu tím là cả nhà tím. Sai 15 ký bao nhiêu? Sai 15 ký là giá 65 ngàn chị ơi. Có nghĩa là hàng xuất hàng em có 3 giá. Sai nhí là 65 ngàn. Sai nhỏ là 75 và sai đại là 85. Rồi tím này em chắc chị Kiều Anh con. Kiều Anh này với bộ xanh này chị Thủy Hình. Rồi em lên bộ đây cho cả nhà nhé. Màu nu này, màu nu cô gái, màu nu á, mã cô gái cho 16-18 nhé. Màu nu cho em nha này. Rồi giá 75k sai nhỏ. Rồi là màu nu cả nhà, màu nu cho em nha. 16-18 màu nu này cả nhà. Em chờ thanh thủy nhé. Rồi là màu nu cho em nha. Giá 75k, nu là giá 75k. Em chỉ mở lần đầu là tí mà em xếp được không? Dạ. Chồng lên xếp được không? Em rồi chứ. Bây giờ của em còn mấy gái size phổ biến là 16-18 cái chị là chốt rồi em lấy em lên cho mấy bộ thôi. Màu nâu này em chốt cho Kiều Anh này. Màu nâu là màu đen nâu. Màu tím màu xanh ở dưới. Hai chị lấy thôi mà chị là màu xanh thôi. Em không còn ghi nhớ đâu. Chị em còn ghi nhớ. Rồi nó màu xanh này. Màu xanh cả nhà nha, màu xanh cho em á. Dạ không có chị Thủy ơi. Cũng chị comment sau á. Màu xanh là 16-18 cái chất màu xanh này. 16-18 cái nhắc màu xanh cho em nha. Rồi chơi cái màu xanh cho em 16-18 cái nhắc màu xanh cho em nha. Cũng luôn á. 16-18 cái mặt đẹp nha. Rồi lấy màu xanh cho em mã xanh cho em xanh 16-18 cái màu xanh giùm em. Đúng rồi bộ đó, rồi bộ màu xanh ở dưới nữa. Em được không nhỉ? Em nhẹ nhẹ, nhẹ nhàng chị chưa ổn quá. Bộ đó thì chị chưa ăn luôn. Ok. Rồi em là bộ thỏ. Bộ thỏ là tầm giá 16-18 cái nhắc bộ thỏ nữa. Rồi là bộ thỏ cho em nha. 16-18 cái mã thỏ cho em nha. Được chưa? 16-18 cái cho em. Cái này em còn size nhỏ. Rồi phải chuẩn bị lên hàng mới cả nhà. Chuẩn bị với chị ơi. Chuẩn bị lên hàng mới cả nhà nha. Còn hàng VIP là cả nhà thôi. Rồi đó là thỏ cho em nha nha. Thỏ. Chuẩn bị lên bộ mới. Mấy chị ơi nhanh tay em hết thỏ. Rồi ok nha. Thỏ. Size bé là 16-18 cái bộ thỏ cho em nha. Rồi ok chị. Đi xem la lụa đó. Chị Nhi đúng không? Gửi chị áo khóc mặt. Thỏ đem cho chị Kiều Anh. Thỏ. Đây em là một con voi này. 16-18 cái voi hồng con voi. 16-18 cái mẹo voi cho em nha. Đừng có một con. 16-18 cái chim này. Rồi lên một con voi. Voi. Hết hàng size 20 ký. Dạ hết rồi chị ơi. Size 20 ký cái thì cả hết sạch rồi chị yêu. Rồi mẹ con voi nha. Rồi lên mã con voi cho em nghe này, size đến 16 cái có 2 ký con voi này, em chấp chị Kiều Anh luôn này, voi. Rồi, và bé gái mà 32 ký. Bé gái, bé trai chị Nhi ơi. Em lấy cái áo cho chị luôn. Em lấy cái áo cho chị Nhi, mới nhắc xong. Chị Nhi mỗi tuổi đâu rồi. Rồi, lên màu đen như cả nhà, màu tím 18 ký 20 ký nhắc tím. Em đi ra bàn học ta đi về, đi nhé. Rồi màu tím nha. Bây giờ đúng không? Rồi màu tím nó tăng đến 18-2 chị Quý nha. Màu tím cho em nha. Rồi cái chút mà tím cho em nghe này. 18-2 chị Quý nha. Màu tím. Tím còn một bé gái chị. Bé gái. Bé. Ok chị đợi lên một khách nha. Tím cho em nghe nha. Tím. Rồi. Xuất hàng còn vài bộ nữa. Em lên lúc mấy chị vài bộ nữa xong. Hết rồi đó. Chị là mua hàng xuất hàng nữa là mấy chị chờ cho cái lô sau nha. Cái lô này hết sạch rồi.
cho nó bộ cô gái thì quá, cô gái là 16 tới tới 18 nhé, mặc cô gái cho này 16 tới 18 cái nha. Có phụ lọ bên gái không? Dạ không có chị ơi. Rồi em nằm ở đây cả nhà nha, chuẩn bị về lên cả nhà nha, tí em trước thì chịu ăn luôn này. Mẹ cô gái nha. Chị cầm về chị đưa lại sốt chùm tại trong cái đồ cái quán hàng có đề là lấy lại cái sốt bộ đồ á. Không có, em nó bán một lớn luôn. Cái gái mà nó cầm ra đưa chị cái này á. Chứ là bán con gì vậy chị? Rồi nó mộng mà cô gái nha, cô gái này. Cô gái cho em. Mẹ cô gái cho em nha. Rồi rồi, để vô. Mẹ cô gái cho em nha. Cái này là bộ đồ, chị đưa bộ đồ trả lại nó trả thì ra. Vậy em coi có từ bộ nào nhầm không? Trời ơi, nó màu đen cả nhà, màu tím nha công chúa. Rồi đó mẹ công chúa cho nên công chúa em cướp thì mấy bộ đâu cho em đi. Mẹ công chúa cho em nha. Công chúa cho em nghe này. Size của bé tầm 18 lít ha. 16 18 lít cho mẹ công chúa này. Rồi lên mẹ công chúa cho em 16 18 nha công chúa cho em nghe này. Rồi công chúa này. Rồi bộ đó bộ tím cho chị nha, một bộ này. Ok, bye. Thở dưới đây luôn, thở dưới đó. Rồi đây, bộ tím là nữa, hai bộ tím. Rồi bisame cho em. Bisame bé gái nha. Rồi mở đây cho em mấy chị nha, bisame màu xanh này. Bộ đấy tầm bé là 10kg tới là 22kg nhé. Dạ có, chị đếm lên cho 10kg tới 22kg nhé. Bisame bộ đây là như giá như 85 ngàn nhé. 85 ngàn hay 95 ngàn? 85 ngàn. Còn cái bộ 85 ngàn đi nha. Rồi nó bisame 85k 82kg lại cho nha. Rồi em còn mấy bộ này. Rồi màu xanh bisame cho em mắc 85 ngàn cho em. Bisame 85 ngàn đẹp lắm. Rồi biết giá 32kg cho 2 bộ. Cái chị Nhi thì đếm lên cho lên liền. Không lên liền cái chị luôn á. Màu xanh cho em chị 22kg 53kg cho em. Bisame cho em nha. 85k bộ cho em nha. Đẹp chưa cả nhà. Xanh này 85k bisame. Bộ cái này có size số 11 mà. Tầm là 26kg nha. 26 lấy lại cho em. Bisama này còn size đấy là 26 lấy lại cho em nha. 18 chứ tất 26 với em. Chơi cả nhà 85k đẹp chưa. Bisama có 26 cái nha. Cái này rồi. Cái số 27 đưa lại cho em. 18 chứ tất 27 cho Bisama 85k. Rồi còn mấy bộ cả nha. Còn mấy cả nhà là giá 85 nha. Bình thường anh ta tới 95 ngàn bộ đó. Cái bộ con voi đó chị nữa nha. Voi em có con voi. Hai bộ voi. Voi luôn. Rồi ok chị nha, xin xem nghe dùm em. Rồi tiếp tục em lên bộ đây cả nhà. Rồi bao nhiêu ký? 80 ký. 40 ký cho em mấy chị nha. Ồ đẹp quá, hàng của tiên ký dùm em nghe. Chắc đẹp quá meo luôn, bao nhiêu ký? 1 ca 120 ký. 1 ca 130 ký. Ủa sao nhảy vô? Đây là nó là size size gì đó? Nhí đại. Nhí cái đại hả? Nhưng mà cái đại là 100 130. Nhí cái đại nhít lắm. Rồi em nó bỏ đây cả nhà nha. Rồi em nói hàng khung của cái kit cho em nè. Hàng cái kit cho các chị nha. Rồi bỏ đây cho cả nhà là giá là 120 giùm em. Rồi lên bộ đây cho em 120 giùm em. Hàng phun lạnh của Kang Kit cho em nha. Chắc đẹp lắm, màu xanh tầm 40 ký lại cho em. 120 giùm em nha. Hàng này xanh nhí sẽ đại cho em nha. Màu đẹp lắm cả nhà. Màu xanh của bé gái, hàng phun lạnh của Kang Kit cho em nha. Không đẹp có phải tiền hàng. Đây hàng da cá. Hàng da cá. Đẹp giả mang mấy chị ở bé gái bé trai thì mấy chị mình cũng được không, màu xanh cho em. 40 ký lại cho em nha. Xanh nhí trăm xanh nhí như ta. 101. Xanh nhí 101 và xanh đại 120 giùm em. Bộ đây có màu xanh nè. Bộ đây mới tinh luôn cả nhà, đẹp lắm trời ơi, màu xanh cho em nha, màu hồng. Bộ đây có hai màu nha, màu xanh với màu hồng cho em nha. Chắc này đẹp lắm mấy trời ơi. Màu xanh với màu hồng cho em nghe nha. Đó, cả nhà ơi nhìn thấy hàng không? Trẻ giả me luôn. Màu xanh, màu kem nha, màu xanh này, màu hồng này. Đấy, chắc này bao hàng cả nhà tầm bé 10 ký tới 40 ký có size.
Ủa cái hàng này ba xuống màu vàng nữa, rồi ba màu cho em thôi, xanh, màu hồng với màu vàng cho em. Đấy, cái giá cái trang nó chị này cứu chùm em, xinh lắm. Rồi size nhí là 101, size đại 120 chùm em, size đứng 10 ký tới 40 ký cho em, không đẹp không lấy tiền. Ok cho em màu xanh, màu hồng, rồi mẫu đem có thêm màu vàng, màu đen nữa, bốn màu vàng. Rồi em có màu vàng nữa chạy nhà nha, màu vàng cho em nha. Rồi màu vàng cả nhà nha, size nhí là size đại 101, 120 vậy em, 40 ký lại cho em, size này rất là to. Trời ơi, hàng đây hàng full của Kim Kit cho em nha. Màu vàng cho em nha nè, vàng, hồng, xanh với màu đen, bốn màu. Màu vàng, màu hồng, màu xanh, màu đen cho em nha, chất chì lắm cả nhà ơi, mặt chì nó xuống lắm. Rồi, 101, 120 hàng da cá. Này khung da cá của Kim Kit cho em nha nha. Xịn sò luôn, màu đen nữa nè. Không đẹp không lấy tiền cho em mấy chị nha. À, tầm là 40 ký lại giùm em. Đấy. Ủa cái hàng đó chị không chút uổng lắm nha. À, size nhí từ từ á, nhí to nhất bao nhiêu ký chị? Nhí to nhất là bao nhiêu ký? 22 ký, 23 ký. Rồi 23 ký mà chị. Bộ đây có 40 ký mấy chị ơi, cái này to lắm. Rồi ok, hồng em giúp chị duyên nè. Bộ đây có 4 màu cho em nha. Cái phụ chốt cái gì hàng của Kang Kit cho em nha, hàng thương hiệu nha. Đây, hàng thương hiệu Kang, hay hàng Kang Kit cho mấy chị em xuống cực kỳ luôn á. Rồi ông giúp chị hướng dương nha. Rồi 101, 120 cho bộ cho em nha, màu đen, màu hồng, màu xanh, màu vàng cho em nha. Đấy. Chị Duyên em xem có số điện thoại chết rồi á. 40 ký giùm em, cái này to lắm cả nhà. Phong này mặc xuống lắm. Này chất này. Rồi nguyên một bộ cho em này nhìn nó chắc giả như nó cắt giùm em mấy chị ơi, màu vàng chất bạch long. Màu vàng, màu hồng, màu đen, màu xanh giùm em, bốn màu. Đây cả nhà ơi, mà sữa, màu hồng, màu vàng. Rồi, không đẹp không lấy tiền. Ok chưa? 40 ký các size cho mấy chị nha. To lắm, chất này to sụn to luôn á. Đấy, cũng này nha, màu vàng cho em á, màu vàng. Ok nè, ok bạch long nha. Rồi lấy màu hồng, màu đen em chút chị Nguyễn Vũ. Ok chị em, màu đen đẹp lắm chị ơi. Hàng em bao xịn sò, hàng của Kang Kit trên hàng cao. Đây hàng cao cấp, hàng thương hiệu đàng hoàng mấy chị nha. Rồi chứ là chút mã hồng cho em nè. Màu đấy có được 4 màu, màu hồng, màu đen, màu xanh. Và em có thêm màu vàng á. Là tầm bé 10-40 chị nha. Rồi 101-120 chùm em. Đấy, 101-120 cho em. Trời đẹp cực kỳ luôn. Sắc cả nhà màu xanh này. Chị lấy cái màu xanh bé trai mình không? Đó, đẹp đẹp lắm mấy chị ơi, màu xanh, màu hồng, màu vàng, màu đỏ, màu vàng với màu đen cho em á. Bốn màu, màu nào cũng đẹp cực kỳ đẹp luôn. Chắc vải này hàng khung da cá nha, khung da cá 3D ở ngoài là hình 3D, phía trong là khung da cá bao xịn sò. Nhìn cái lưng quần cho em nha, mấy chị biết hàng đẹp đúng không? Nhìn quá trời đẹp luôn. Rồi bộ đây có bốn màu cho em nha, màu xanh này cả nhà, nhau xanh giùm em. Rồi nhí lại thôi, 101, 120. Rồi lên màu hồng mấy chị nha, màu xanh, màu hồng và màu đen, màu vàng cho em nha. 40 ký có size mấy chị nha. Đấy, cái này có size 40 ký mấy chị căn phục chốt đi. Bao xịn sò. Chất mạnh mát, giống như chất là điện cực kỳ luôn á, màu hồng cho em nha. Rồi em là màu vàng cả nha nha. Đó, chất là chất bảo vàng, comment màu vàng cho em nha, đúng chưa? Màu nào cũng đẹp luôn á cả nha. Màu vàng cho em nha, màu xanh, màu hồng, màu đen cho em á. 10 ký tới 40 ký bạch xinh. Đấy cả nha, những lông nguồn cho em nè. Ở bên dưới là có chung ba toàn bộ cho em nha. Cái form này dễ thương lắm. Đấy, màu vàng mấy chị nha, chất là chất màu vàng cho em. 101, 120 chùm em, hàng nó có hai size, size nhí và size đại cho em, 10 ký tới là 40 ký giùm em. Nam, ok, màu nam có mẫu là 40 ký đó thêm luôn, ok chưa? Dạ có chị ạ. Rồi có màu đen cả nhà, màu đen cho em nha, đỉnh luôn. Rồi chứ là cái mã đen nha, màu đen cho em nha, không đẹp không nói tiền. Đấy, chắc là bao đẹp cả nhà nha, màu đen cho em nha. Trời ơi, hàng là bao xuống luôn á, chắc mạch mát giả mang luôn, chắc là đẹp lắm. Rồi 4 màu cho em nha, rồi em quay mẫu cho cả nhà. Hàng nó mới về với má, hàng là đẹp lắm. Rồi, em lấy bộ đây nha, 40 ký đúng không? Đây chứ yêu, chị 40 ký lấy bộ đây cho em, thử cái chai nè. Bộ kem nha, 101 cho em nè, size đại, size cổ cho em nha. Rồi, bộ kem đùi cho em nè, kem này có size tầm 25 ký cho tới là 50 ký, bộ kem 25 ký tới 50 ký mặt đẹp nè. Đó, bộ kem bé chai cho em nha, size đại và size cổ. Size đại là 100 và size cổ 101. Đại 100 và cổ 101 cho em á. Màu đen 35 ký em chúc chị Nam Vinh. Kem này em chúc chị Thiết Trần. 100-101 cao bộ cho em nha. Màu kem cho em nghe đỉnh luôn á. Chết là chúc bộ kem caro cho em 50 ký lại cho em có size nha. Ký hữu quần này. Ủa đẹp luôn. Size đại cổ á, đại 100 và cổ 101. Đại 100 và cổ 101 với chị nha. Rồi chết chúc là kem với chị nha. Bộ kem cho em nghe. Đó, caro kem với chai nha. Size đại cổ 100-101 ngàn bộ á. Từ 25 ký tới là 50 ký cho mấy chị nha. Dạ 25 đến 50 ký một cam chút nè.
Rồi kem cái chị hoa hoa lan tím nhá, 26 cái có size bộ kem gì em á, bộ kem. Dạ có giùm em chị ơi, chậm xíu. Bộ nhận xanh này 10 ký tới 35 miếng nhận xanh cho em nghe. Nhận là xanh nhí 100, xanh là 101 bộ nhận xanh. 10 ký tới là 35 cái nhan xích nhận xanh cho em nghe này. Đó, lấy đồ dài, ok chị á. Caro còn màu khác không? Dạ có. Đồ dài bé trai có chị ơi. Mã nhận xanh nhan cam 52 ký chứ thanh tiền. Rồi lên bộ nhận xanh cho em nha. Size đến 10 ký tới 35 ký bộ nhận xanh cho em. Hàng này có 2 size nhí bên này. Nhí 100 đại 101 cho em á, xích nhận cho em. Nhí 100 đại 101 á chị nha, nhờ giùm em á. Đây nhận xanh cho em nè, 35 cái lại có size. Ôi xích nhận xanh cho em á, 10 ký 35 cái nha. Mã nhận xanh này đồ dài cho em nha. Rồi 10 đến 35 cái đẹp nha. Mã nhận xanh cho em. Em có cái hàng mẫu nó đưa chị đi, không được có xếp đi. Chị đưa hàng mẫu bộ á, hàng mẫu hàng kinh kích. Mẫu ở đây. Hàng kinh kích. Mẫu ở đây. Rồi đây mã đây mã nhện với chị, bộ nhện cho em nha, 10 ký tới 35 ký bộ nhện cho em á, 101 ngàn bộ nhện cho em nha. Dạ ok chứ yêu. Rồi lên bộ xanh này, 10 ký nhá. À, 10 ký tới là 23 ký nha. Bộ xanh này hàng thun da cá dày nha. Rồi một bộ là một 101 ha. Rồi xanh nhí là 101 nha. Thế là chúng màu xanh cho em nè, 10 ký tới là 23 ký cho em á, màu xanh. 101 101. Rồi nó màu xanh 10 cái tới 52 cái nhé. Màu xanh cho mẹ xanh. Dành xanh 16 cái em chứ chị Nguyễn nhá. Ok chị yêu nha. Rồi màu xanh cả nhà, màu xanh cho em nha. Xanh. Để đi xin trước xong cái bộ nào màu đó nó mỏ mấy bộ. Ok 16 cái em chứ chị Nguyễn. Ok chị yêu nha. 16 cái tới 2 cho em nè. Rồi nó màu xanh là 101 cho bộ 10 cái tới là 22 cái giác màu xanh nè. Xanh này hàng không da ké nha chị nha. Rồi xanh này hàng không da cá nên các bạn xuống cả nhà màu xanh cho nha. Size bé 10 ký tới là 22 ký em. Bộ đẹp lắm cả nhà, không da cá rất dày lắm. Rất là dày lắm ha, 101 ngàn bộ hàng không da cá cho em nha, màu xanh giùm em. Em lấy chiếc caro bên đó nó còn cái màu khác không nào, chiếc caro. Còn lấy chị chiếc màu. Rồi đây màu xám cả nhà, xám nha, xám này tầm 30 ký cho tới là 38 đấy nha. Xám 30 ký tới 38 đấy nha, còn 100 cao bộ hát xám 30 ký cho tới là 38 đấy nha. Màu xám CK cho em nè, xám CK thành phung châu tông cho em nha. Rồi size đại là 100 cao bộ cho em nè. Size đại là 100 cao bộ xét cho em nha. Màu xám cho em nha, đẹp nhất nắp luôn á. Size bé tầm 30 ký 38 đấy, màu xám CK nè. Mã xám CK dùm em á. Dạ có đem lên một khác cho chị, xám CK. Size của bé tầm 30 ký 38 với bộ CK là cái lắm xám. Ok chị yêu nha, xám. Xám cho em nha. Kim, qua đây ngồi. Qua đây chuẩn bị tôi xuống đây. Rồi xăm 17 ký em chốt chị ạ. Anh Hậu Nguyễn xăm 17 ký không sai em. Qua đây. Mình chuẩn bị mình thấy. Rồi xăm này chốt chị. Để mấy cái mũ đó biết giá nha. Để xăm bốt này. Rồi lên một vàng nha. Một vàng này có size của bé tầm mập. Vàng á. Vàng này có size M tầm 42 kg nè. Vàng có size bé tầm là 25 kg tới 42 kg một vàng nha. Một vàng kia, một vàng. Rồi size đại với size cù 100-101 nha. Đại và cù cho em nè. 100-101 keo bộ cho em nha. Rồi chết chúng mặt vàng cho mắt cho vô vàng. Size bé tầm 25 kg tới 42 kg nha. Chị lấy một vàng đây không? Vàng này có một cam á. Giờ chị lấy cái một vàng đây không? 101 ngàn size đại, size cù. Đại 100 còn cù 101. Rồi mã vàng 42 ký nhá, CK 35 ký em chúc chị Huệ Nguyên, CK là bộ đây. Vàng 42 ký em chúc chị Tiết Trần nhá. 42 ký 101. CK là bộ đây nhá. Rồi ok chưa nha. Bộ vàng này có size em còn size tầm là 30. Số 13 là tầm 35 ký, 35 ký. Rồi 35 ký lại cho nha. Rồi bộ vàng em còn size tầm 35 ký lại thì em á. Tầm đấy là từ 25 ký 35 ký cho bộ vàng CK cho. Bộ đó còn màu nào nữa? Rồi em còn size của size đại nha, còn 100 kia. Rồi ok chứ nha. Em là một khác cho cả nhà. Đây chỉ là lấy bộ đây cho em nghe này, bộ em mới về này, đẹp quá bộ hồng. 10 ký tới 40 ký bộ hồng cho em nghe. Đấy mấy cái màu hồng nha. Rồi size đại, size nhí và size đại chắc đẹp lắm.
Rồi ok chị yêu nha. Rồi chơi chút mã hồng cho em nghe, bộ hồng size của bé tầm là 12 kg cho tới là 40 kg, 12 đến 40 kg màu hồng. Rồi size nhí và size đại cho em nha, 101, 102 bộ hồng cho em nghe, 12 kg tới 40 kg màu hồng. Hàng này hàng thun, là hàng thun của Ken Kid mấy chị, hàng cao cấp cho em nha. Bộ này bé trái bé trai mấy chị mày cũng được luôn hết. Rồi lên màu xanh, màu đen. Đen này có size tầm là 12 kg tới 40 kg màu đen, 12 đến 40 kg cả nhà nha. Rồi chết cái mạng đen cho em nghe, 12 kg tới 40 kg màu đen. Rồi size nhí sẽ lại 101, 102. Size nhí sẽ lại 101, 102 nha. Chỉ cái màu đen cho em nghe, màu đen. Rồi là màu vàng cả nhà, ôi đẹp lắm. Hàng khung của Ken Kid cho em nghe, khung da cá rất là dày á. Màu thứ 2 là hình 3D cho em nghe. Rồi là màu màu vàng cả nhà, màu vàng cho em nghe. Màu vàng này là mặt sữa, 12 kg tới 40 kg nha. Màu vàng cho em nghe này, 12 đến 40 kg là đẹp luôn. Rồi size này có hai size, đặt nhí và đại cho em nha, rất đẹp lắm. Rồi hàng đây hàng của Ken Kid cho em nha, hàng da cá mấy chị ơi, 101, 102 size nhí và size đại cho em, 40 kg có size cho em nha. Rồi bộ đây có màu xanh nữa cả nhà, màu xanh nha, màu xanh là chú chó chú hộ cho em nha. Trang ấy mấy chị mày cũng được rồi má, xinh lắm. Rồi cái chú màu xanh cho em, màu xanh nha, hàng cao cấp mấy chị nha, không phải hàng xấu đâu, chỉ là hàng bao xịn sò luôn, chắc mặt xuống lắm. Màu xanh cho em nghe nha. Rồi lấy xanh cầm em màu xanh cho em nghe, đỉnh chưa, xanh 101, 102 tầm là 30-40 kg lại cho em nha. Rồi 101, 102 cho chị cho màu xanh nha. Đen 28 kg chú chị Bảo Thi nha, màu đen cho em nghe, ok chị yêu. Em lấy chị bộ hàng không tờ sao đi, không tờ sao đi. Đây là bộ lon xanh nha, lon xanh này còn mấy bộ này, mấy hàng tờ sao chị hàng tờ sao. Lon xanh này có xanh bé 10-18 kg cho em, 10-18 kg nha. Hàng đây hàng của Xuân Thiên Chiếc cho em nè, hàng của Xuân Thiên Chiếc rất đẹp lắm cả nhà, nhìn cái lon nguồn cho em nè. Rồi lên mã lon xanh nha, 10-18 kg cho em, bộ đây 101 cho em, bộ hàng xanh nhí, em còn xanh nhí nè, 10-18 kg nha, mã lon xanh cho em nè. Rồi 101k một bộ cho em, hàng cổ đẹp lắm em ơi, chắc bao xịn sò, những cái lưu mà chị biết hàng cao cấp đúng không, chứ không là hàng không xịn cho em nghe nha. Mã lon xanh cho em nghe, đỉnh luôn á, bộ lon xanh cho em còn 18 ký lại cho em nha, hàng xung tin chiếc dùm em, giá treo cả nhà nằm lon xanh với chị nha, bé gái, bộ lon xanh này của bé gái cho mấy chị nha. Ok, đổi hàng lỗi ok chứ yêu, em mới làm nhận hàng lỗi mấy chị yêu nha, hàng lỗi tao đổi trẻ hàng lỗi cho mấy chị nha. Rồi em lên mẫu đây cả nhà nha, bộ bà sữa. Bà sữa cho em nha, bà sữa là bộ đồ ngố bé gái này, 10 kg tới là size L, 45 kg lại nha, lon xanh 16 kg em chúc cho một đẹp bé gái. Ok chị ăn 101 nha. Bà sữa này, bà sữa là tầm bé 10 kg tới là 45 kg cho em, size L 50 kg nha, 10-50 kg nha, bà sữa màu trắng sẽ cặp mẹ bé luôn á. Rồi size nhí là 90, size 700 và size cổ là 115 à. Bộ đây 120, bà sữa cho em nha, size nhí, size đại, size cổ nè. Rồi bộ đây tầm mẹ là 50 kg nha, còn size L của mẹ thôi, cũng đừng ngố ha, đẹp lắm cả nhà. Bà sữa nhí 90, đại 100 và cổ là 120. Đấy, bà sữa cho em nha. Rồi chứ các bạn bà sữa cho em nghe ha. Để mấy cái con của ý, hay nghe có chín cho nó không? Không có chín còn làm mấy cái. Bà sữa cho mấy chị ạ, bà sữa cho em nghe này. Đó, bà sữa 50 kg em chúc chị Kiều An nha. Con này là nghe phim hàng cái cổ ha. Thêm con nữa nãy giờ ngồi với nó chả thấy nó. Ủa chứ bà sữa này có size 2XL, trời ơi thật ở đâu vậy? Bà sữa này có size 2XL, size L đó chị ơi. Size 2XL là tầm 60 kg thôi. 2XL là 55 kg. 55 kg cho em nha, em còn bộ 55 kg. Chị Kiều Anh bao lấy hết luôn đi chị. Chị Kiều Anh bao em chấp bộ 55 kg chứ bộ 50 kg đúng không? Hai bộ chứ. Size M 45 kg thôi. Em còn 45 kg nữa nè. Bà sữa em còn là tầm 10 kg, 45 kg nha, chắc chặt mẹ bé cho em. Ủa đẹp lắm cả nhà ơi. Em còn size M nha, 45 kg lại cho em á, 3 size với đại cổ á. 55, ok vậy chút thì bộ 55, bộ 50 kg. Còn bộ 45 kg nữa. Em còn một set là 45 kg nữa nha. Size cặp mẹ bé cho em nha, 90, 100 với lại 120. Đấy, 90, 100 với 120 cho em bộ cho em nha. Dạ ok chị yêu nha. Rồi lên tiếp bỏ đây cho em nha. Đây thằng thợ sao còn 3 bộ màu trắng bây giờ like dán ở đây. Số 5 size S, size 12. Mấy cái này nha, không cũng nó còn không biết chị được làm những màu trắng nè. Xong rồi nhắc nó cho đã làm. Vậy con kia màu trắng trăm vậy. Con kia
ngon ngó vậy. Không biết như là tự nhét mẹ ra. Tại nhét, gọi là tại ta gọi là tự nhét, mà nhét mà tìm tí lên tí vậy. Nãy. Còn không là nó ngon không có chịu cho nó lên vậy đó. À, một trắng này còn 3 bộ nha. Trắng này còn 3 bộ, size S này, size S là tầm bao nhiêu tí không? 40 tí nè. Còn đây, thằng đây hàng của Sting ấy. Size S là tầm 45 tí được hả? 45 tí. Thế 45 tí đi ha. Ủa đây còn 3 bộ nè. Hàng không lạnh cho em nha, hàng tỏ thao cho em ạ. Em còn 3 bộ nè. Số 5 của nó là tầm 18 tí nè. Số 5 với 2 tí giùm em. Bộ đây còn size S từ 20 tí. 20 tí ta 8 tí và 45 tí cho em. Em còn 3 bộ thôi. Rồi bây giờ mấy chị em sale cho. Còn có 3 bộ thì bây giờ phải sale mấy chị nha. À, bình thường em like bộ này 101 với lại 125. Rồi bây giờ em sale nút 3 bộ ra nè. Size 20 tí, size 35-38 với dùm em. À, và một bộ không, bộ gần bộ là tầm 45 kg đó. Hàng này hàng Steam nha, chắc đẹp lắm cả nhà. Khung lạnh cao cấp của em đó. Bây giờ sale này. À, bộ này không có 52 chứ em đang cái chị em còn 3 bộ lấy size. À, giờ xem mấy chị là giá như ta. 80.000. Ok chưa? 80.000. Còn có 3 bộ thì hàng lấy size xem mấy chị luôn. Hết luôn. 80.000. Ok chưa? Size nhí, size đợi, size bộ đồng giá 80.000. Hết luôn. Rồi size tắm mấy chị. Rồi ok nha. Chị Kiều Anh lấy hết luôn. Rồi hết luôn. Rồi. Em còn một vàng nữa. 80.000 là rẻ lắm mấy chị nha. Một vàng còn. Một vàng có size bé là tầm 30kg luôn. Một vàng. Bộ vàng này còn size, em còn 4 bộ vàng 10kg cho tới là 30kg cho em, màu vàng còn 4 bộ. Hàng lấy xanh có giá này thôi, bình thường không có giá này đâu. Màu vàng còn 4 bộ nữa, chị đã lấy hết luôn 4 bộ luôn á. Rồi 70.000 luôn, bao nhiêu 80.000 chứ? 80.000 chị, bộ 80.000 có nhận hứa gì chị? 80.000 cho em nha. Rồi ok, vàng hết luôn. Ok, vậy bà em trước chị Kiều Anh luôn hết. Kiều Anh 4 bộ nữa hết. Ok chứ nha. Em bỏ hết trong cái bao cho chị đây. Ngồi lại cái gì đâu. Nhưng trả lời chứ. Chích cho nó ngủ nó vô cái đó. Lái ghe mà ngu lắm lớn. Rồi bộ một vàng này còn 3 bộ vàng nhé. Dạ không chị ơi, cái này là chị Kiều Anh là chị lấy hết rồi mà. Đúng không? Vàng hết nè. Ai comment trước thì chia cho mọi người đó một bộ chứ. Ok. Máy của em là chị Kiều Anh comment trước á nha. Rồi bộ đây em còn có 3 bộ hàng của Sưu Thiên Chích này. Size số 10, 14 và size số 15. Bộ đây tầm 40 ký lại ha. Bộ đây hàng của Sưu Thiên Chích cho em nha. Màu vàng ha. Tầm 30 ký đến 40 ký cho em nè. Màu đẹp lắm. Bộ đem bán với chị là giá là 120 đúng không? 120 đúng không? Rồi, bộ đây còn 3 bộ thôi, bộ con vịt vàng này, vịt vàng nhắc lấy hết. Rồi đem bao giá chị nha. Bộ đây một bữa 120 đúng không? Rồi, bộ đem xem cả nhà, bộ đây là 120 thì size đại là bây giờ xem bộ đây là bao nhiêu? 85.000 đi. 85k nha. Vàng này. Hàng thứ nhất 3 bộ luôn hết 85.000. Em chốt với chị Kiều Anh luôn, là bộ 85.000 ghi giá ngồi bởi chị. Sale để mà ghi giá của mình để không biết tính sale gì. Yeah, đúng vậy nha. Chứ còn nếu là sale là ghi giá chị không có ghi giá. Chị cũng ghi giá của em nè. Làm đơn những cực á. Em cực dịch cho em. Dạ ok chị yêu nha. Rồi. Chị cũng ghi giá của em. Dạ em hết rồi chị lên xảo. Em cái hàng nè. Cái hàng nè. Thật ra nó còn mờ. Còn... Nó còn cái bộ nè. Chị nha. Em sẽ lấy cho chị em một cái mẫu. Ok. Dạ hết chị ơi. Comment mãi. Dạ ok chị. Rồi em lên bộ đây nha cả nhà. Bộ đây bọt sữa màu vàng này, bọt sữa vàng có size số 8 và size số 7. Bộ đẹp lắm. Rồi lên bọt sữa vàng cả nhà. Lên mã đi cho công bằng không, để bằng lên mã bình thường mà. Do khách lấy trước comment hết em lên hết chị. Hồi nãy có chốt mà lên mã mà lại có đặt mã ấy chứ. Rồi lên bộ đây bọt sữa. Bọt sữa cho em nha, bọt sữa cho em nha này. Đó, bọt sữa cho em nha. Bọt sữa này có size tới tầm 20kg cho tới là
25 cái kem bọt sữa. 20 ký tất 25 cái bọt sữa cho em nha. Bọt sữa đây còn 2 bộ thôi. Bọt sữa đây sale ở nhà là giá như ha. Bộ đây là giá như. Bọt sữa đây sale còn 2 bộ sale ở nhà là 60 ha. Hàng không lạnh cho em nha. Rồi bọt sữa cho em 60 ngàn. Pha tầm 20 ký cho tới là 25 cái kem bọt sữa. Áo ngắn tay còn dài nha. Em nói chuyện cho chị thêm một lạnh đi. Bà sữa đây ok nha. 60 ngàn em chúc chị à. On Kiều, Kiều On. Em chị dám bảo em đây chị nha. 60 ngàn. Bà sữa em hết rồi chị à. Ngọc Thúy 2 bộ có mấy năm bộ. Rồi em nó mở thấy cả nhà nha. Ở lên bộ màu đỏ. Bà sữa em hết chị Ngọc Thúy đỏ 10 ký tới là 33 ký nha. Đỏ 10 đến 33 ký nha. Bộ này giá là 70-80 không? 80-90 đỏ. Rồi size nhí xe đại nha, 80-90 cho em này. Size của bé tầm 10 ký tới là 33 cái giác bộ đỏ cho em nha. Không cua tông chính phẩm cho em nha. Không cua tông giùm em nha. Hàng của Go cho mấy chị size nhí 80. Bà sữa em hết chị ơi, bà sữa hết là chị Thuy ơi. Để em lên màu khác cho. Rồi lên màu đỏ với chai cho em nè. Hàng này hàng phun cô tông chính phẩm nha. Chị đã thích lấy hàng phun cô tông ấy, chị lấy màu đây cho em 10 kg cho 35 cái cho em 33 kg thôi. 33-34 ghi lại thôi. Rồi màu đỏ cho em nha. Xanh nhí xanh lại nha. Rồi bỏ đây xem cả nhà là xanh nhí 80, xanh lại 90. Bé chai chị, bộ đây có bé chai chị nha. Bé gái đây là màu khác cho chị nha. Cái xếp này xếp của bé chai cho em á. 10 kg cho tới là 33 cái giùm em. Màu đỏ này phun cô tông chính phẩm cho em. Nhí là 80, đại là 90 cho em nghe bộ nha. Đó, xin cô tâm kiếm phẩm nha. Rồi, chế là chút màu đỏ, comment đỏ cho em nghe. Đẹp lắm chị, bé gái để lên mẫu khác cho chị nha. Màu đỏ. Đỏ, như chị giá chứ chị không đi. Rồi, em là màu tím nè. Có cái này là lấy size mới xe với chị nha. Và màu tím này có size tầm 25 kg nha. Màu tím, tím là size đại nè. Rồi em là bột sữa màu tím nha. Tím này có size với 10 ký đó là 25 ký thì mấy mắt tím kìa. Tím là giá là 75 này. 70 nha. Rồi bột sữa màu tím 70 nha. 70 nha. 80 nha. À, 70 thôi chứ. 70 nha, bà sữa cho bà màu tím 70 nha. Sao biết 10 ký tức là 25 ký bà sữa màu tím trong nha. Rồi 70 ngàn cho em cái này còn size. Cái nào hết size, lũy size em mới cho mấy chị giá rẻ nha. Cái này còn size cho 70 ngàn. Đẹp lắm nè. Bà sữa màu tím cho 70 nha. Rồi màu tím 12 ký em chúc chị Kho Quỳnh 70 cho em nè. Ok chứ yêu nha, tím cho em. Tím 16 ký em chúc chị Ngọc Bạc ha, 70 ngàn. Size bé là 10 ký cho tới là 25 ký cho em. Còn số 9 đó chị nha. Bà sữa tím em chúc chị Thanh Thủy. Ok nha, chị Thủy nha. Chị Thủy nha. Rồi ok chị yêu nha, Thủy đó. Trời nó mà bà sữa tím cho em á. Ba đẹp cũng có 70 ngàn bộ cho em á. Đời tím 20 ký em chúc chị Huệ Nguyễn nha. Ok chị yêu nè. 70k mà bộ cho em áo ngắn tay quần dài. Em mặc áo ngắn tay quần dài thì nó có bộ mịn bí em. À. Cái set này nó có mịn bí, nó có bộ màu mịn bí, màu mèo cái gì đó. Rồi ok chị yêu nha. Rồi em quay mẫu khác cho cả nhà này. Hàng là hàng mà hàng 3D á, hàng 3D mà màu hồng hồng á, nó có size tầm mẹ tới 58 ký thôi. Áo ngắn tay quần dài 3D, cũng loại nó 3D. Bé trai kìa, bé gái như gái, bé gái cho nha. 12 ký còn bộ nào ngắn tay như vậy không? Em coi bên chị cái dưới dưới em, con đằng kia nó bông. Còn đi chỗ đó, màu đó cũng được. Màu đó ngồi dưới đi. Đây là tâm sự thì thích một tím số 9 năm trước chị Minh Long. Ủa đẹp quá. Chị lấy màu xanh không? Wow đỉnh luôn á. Xanh này có size bé 10 kg tới là số 9 còn lớn nhất nha. Của số 1 có số 9 cho em này. Màu xanh cho em nha. Rồi 70 ngàn bộ cho em. Bà sữa màu xanh. Bà sữa màu xanh nha. Đẹp quá. Con bò màu xanh đi. Mẹ nó cưng muốn chết luôn. Các bạn nó cưng lắm chị nha, màu xanh này, xanh em trước chị Thoa Quỳnh nha, xanh cho em. Chụp con kia nó hình 15 này.
trước xong xong rồi xong. Rồi, bao đẹp cả nha nha. Bò sữa màu xanh đẹp quá. Màu xanh đẹp này. Size của tầm số 1 tới số 9 cho em nha. Rồi giá là 70 ngàn mỗi cho em nha. Xanh. Rồi màu xanh này em chúc chị Ngọc quá. Ngọc bàn cho em nha. Trời ơi, bộ đẹp quá trời luôn. Màu xanh nha, cả nhà xanh nha. Xanh đâu chính em chúc chị Minh Long bộ ok chưa nha. Đẹp quá. Lâm bộ màu xanh mà con trai đi. Dạ, để em lên cái trai chị á. Rồi bà sữa màu xanh cho em nha. Đó, màu xanh cả nhà nha, màu xanh cho em nha này. Dạ ok chưa nha. Rồi chết chứ màu xanh, cảm ơn màu xanh cho em nha, đỉnh luôn á xanh. Trời ơi đỉnh quá mấy chị ơi, đẹp quá, nước mắt luôn á, màu xanh này, hình con bò sữa mà đẹp quá. Rồi màu xanh cho em nha, màu xanh cho em nha. Rồi, giá sale cả nhà là 70 ngàn bộ nha, màu xanh cho em 70 ngàn. Rồi chết chút xanh, cảm ơn màu xanh cho em 70 ngàn. Rồi bộ đây là bộ con Mario. Đây bộ bé trai cho em nha, bộ Mario là thương hiệu HL. Màu xanh này có 3 bộ thôi. 10 ký tới là 10 à. Màu xanh này có 3 bộ cho em nha. Bò sữa màu xanh em giúp chị Thủy luôn á, chị Thúy nè. Đây. Chị Thúy với là chị Thúy chị Thủy á, nhớ không? Để cho chị đi nha. Rồi nó bộ màu xanh nha, cầm bé là 17 16 ký lại cho em nè. 13 ký 16 ký cho em nha. Màu xanh là bộ đây là thương hiệu của HL. Hàng này hàng Mario cả nhà nha. Đây hàng thương hiệu HL mắc. Nó hàng đây em chuẩn bị là sẽ tốt là sẽ có hàng set string cho bé nè, thương hiệu đây luôn nè. Xanh cả nhà xanh lấy hết ok chưa nha. Xanh này bao giá vậy? Xanh này hồi đó 100 mấy nha luôn. Bộ xanh này hàng thương hiệu HL thì nó 100 mấy nha. Sale chị luôn ha. Còn 3 bộ sale chị là giá 80 ngàn nha. Ok chưa này 80 ngàn. Xanh này 120-130 ngàn nha. Hàng này mắc tiền lắm chị nha. Hàng thương hiệu HL thì sắp tốt là chuẩn bị em cũng về là hàng xếp chinh á. Mẫu đấy thương hiệu này mắc tiền lắm. Để cho 100k hết không bao giờ dưới 100 ngàn đâu. 80 ngàn chút chị 3 bộ này. Thiệu on này chút chị 3 bộ 80 ngàn đi phía chiên. Xanh lâm có 30 ký nha. Bạch Lâm ơi, màu đỏ này còn size số 2, số 3, số 6, số 9, số 22. Chị có lâm này mắc lắm á. Số 2 nó tầm là 50 ký luôn á. Quả 50 ký, 60 ký, 60 ký. Bộ đây em còn bộ 60 ký nè. Số 9 đỏ 22 ký 60 ký em đi. Rồi còn mấy bộ nha, đỏ đỏ đây có 60 ký đó. Đỏ 22 ký đúng không? Đỏ chút Bạch Lâm. Bạch Lâm số 22 Bạch Lâm này. Bạch Lâm là chút 80 ngàn luôn nè. Đỏ này lấy hết cho em chút cái chị Kiều Anh Văn. Chị Kiều Anh Văn này lấy hết luôn, chị là 80 ngàn luôn cho chị luôn. Cái này bị lấy sai cả nhà, mỗi mẫu được con bộ 2 được 4 5 bộ thôi. Xe nó. Chị Anh Văn bảo cho chị nha. Giá 80 ngàn. Rồi em hết bộ đấy nha cả nhà nha. Anh đừng có bộ đâu, em mua một cái vé thôi. Một cái vé mở cho anh chị. Chị Ngọc Anh ơi em hết chị yêu nha. Trời ơi bộ đẹp lắm miếng xay. Rồi bộ đẹp quá cả nhà ơi. Vừa cái thức 25 cái cho em nha. Rồi xếp màu trắng đen đó cả nhà. Rồi đây màu trắng đen cho em nha. Ngắn tay còn dài nha. Rồi giá xe cả nhà là bao nhiêu ta? 70 ngàn quá. Bộ đó 70k rồi mấy không? Mã chữ nha, chữ trắng chữ đen á, bộ chữ đen này 70k nha. 10 ký tới là 25 cái nha, chữ 25 ký em chúc chị Binh này. 75 à, 70 ngàn chứ. Đây cổ thủy 70 ngàn chị Binh này. Đúng chữ đây, 70k. Sai đó luôn. Bộ chữ này còn sai ký 22 ký lại cho em nha. Đẹp lắm chị ơi, 10 ký tới 22 ký cho em nha. Máy tay hạt không màu không lạnh. Hàng không lạnh cho em nghe nha. Cách một xuống lắm mấy nó ơi, chị sò luôn á. Rồi, hai bé là 10 ký tới là 22 ký chứ. Đó, 10 cái tất 22 cái kem á, mã chữ đen cho em nha. Đó, bộ chữ đen cho em nha mấy chị nha. À, đúng là Bạch Lâm, em có chút được bộ số đỏ 22. Chữ đen cho em nha. Rồi 70 ngàn một xét cho em màu đen. Chữ đen 70 ngàn, phim con bao nhiêu ký tao đúng không? Phim con kìa, lên số ký em nghe chốt luôn cho. Chị bao nhiêu ký em nghe chị ơi, lên số ký em nghe chốt cho. Mã chữ đen nha, chữ đen cho em. Chữ đen 14 ký em chốt thì phim con. Ok chị yêu nha. Rồi 70 ngàn mỗi cho nha. Anh mua màu đỏ chị. Trời ơi. Ở chữ đen chú chị tiên con bộ. Trời ơi màu đỏ. Trời ơi bà sữa màu đỏ. Có cái hộp quà cho em nè. Tôi muốn xỉu luôn á. Đây. Màu đỏ cho nha. 25 ký lại cho màu đỏ. Đẹp quá. 70k luôn á. Đỏ.
đỏ, trời ơi đẹp quá, 70k. Size bé là 10kg tới là 25kg nhân đỏ, 70k cho em. Rồi chuẩn bị lên hàng khung lạnh cả nhà nè. Khung lạnh chuẩn bị có đủ size 22, 60kg em. Trời lên màu đây cả nhà ơi, hàng ơi, bò sữa màu đỏ nha, bò sữa đỏ cho em 10kg tới là 25kg bò sữa cho em nha. Giá bộ đây là 70.000 bộ cho em màu đỏ cho em. Được quá mấy chị ơi, bộ đó chị bò đỏ cả nhà nha, đỏ cho em nghe này. Chị Phong hồi nãy không nhớ chị Phong, bây giờ cái chốt đi nha. Rồi, rồi, bỏ bộ, bỏ nào, bỏ nào. Chốt em bộ táo, táo là 12kg, sao bộ táo là 12kg. Bộ màu xanh đúng không? À, đỏ 12kg, ok, đỏ 12kg nè. Đỏ 14kg cho tiên con. Đỏ cái dòng này đẹp lắm mấy chị ơi. Hàng thun lạnh em nghe, bao xịn xò mấy chị nha. Mấy chị mặc cái bộ đây xong rồi ấm cái tay quần dài. Cái mùa đó mấy chị mặc cho bé rồi em ấm lắm. Nha, quần dài ấm mấy chị nha. Rồi là màu đỏ cả nhà, bò sữa cho em nha, 70.000 màu xét cho em nha. Đỏ 70k dùm em á. Không đẹp, không phải chìm, ok chưa. Cấp bao xịn xò dùm em. 14kg em chấp chứ em bộ nha. Đấy, 25kg lại cho em á, 10 đến 25kg em. Đỏ chứ thì tim con. Dạ táo xanh á, không, bò sữa màu xanh hay táo xanh. Rồi ok, con quần 2 bộ nha. Đỏ với màu xanh em. Đỏ với xanh nha, còn mỗi đầy cho chị quần 2kg thôi. Cấp bao 12kg á. Rồi bà sữa đỏ em cho chị Long Quỳnh nha, mắt 17 cái size cho em. Xuống hỏi em ấy nó phải em sai như này, em phải còn. Rồi lên một đây nha. Rồi lên bộ khủng long này, size của bé 18 cái khủng long. 12 đến 18 cái khủng long. Bộ đây giá này thôi. Bao nhiêu? 70. 70 nha khủng long. Khủng long là 70.000 12 kg tới 16 kg cho em nha. 18 với 12 đến 18 nha. Đó sọc xanh. 12 đến 18 cái 70.000 cho mắt sọc xanh cho em nè. Đi cám đi cho mày được cuối thì mẹ chị. Mã sọc xanh có hình con khủng long cho em nha. Rồi mã khủng long. À, bò đỏ có 13.2 chứ. Dạ không chị ơi, để nó màu khác chị nha. Đây là mẫu sọc xanh nè. Size của bé tầm là 13kg cho tới là 18 nha. Khủng long 16kg em chứ chị Nguyên Nguyễn nha. Khủng long này 70k. Ở đây của chị Nguyên Nguyễn nha, 70k. Rồi là mã khủng long cho em còn 15kg, 15kg lại cho em. 15-16kg lại thôi nha. Sọc xanh 12kg tới 15kg gì ra, sọc xanh đi. 12 đến 15kg gì ra, sọc xanh. Rồi, sọc xanh này rất trang nguyễn, bộ 70.000 này. Đây chị, ok. Rồi, em còn một set nữa, size bé là 14kg, 15kg cho em nha. Còn bộ sọc xanh 14 đến 16kg cũng được nha. Rồi, đẹp lắm cả nhà, sọc xanh cho em 14 đến 16kg cũng được nha. Sọc xanh, đẹp lắm. Mã sọc nha, sọc xanh cho em nha này. Rồi, 70k nha, các quả này xuống lắm, sọc xanh cho 70.000 cho em. Xong thịt vô. Khủng long á, khủng long này em chấp chị à. Ok nha chị, Mỹ Mỹ Hồ đây, chị nhìn cho em hết 70k cho em nha. Rồi, em lên bộ sọc đỏ. Sọc đỏ này có size bé 12kg cho tới là 10. Đây, sọc đỏ 12kg nha, cho tới là 18 cho em. 12 đến 17kg nha. Sọc đỏ 12 đến 17kg cho em. Sọc đỏ cho em 70.000. 12kg đến 17kg cho em. Sọc đỏ cho em. Khung lạnh dài đi. Chờ gì xíu. Đó. 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 Lấy em đúng 16 cái nha, không có tịch động, ok chịu. Rồi mã sọc đỏ nha, 17kg lại cho em sọc đỏ. Size của bé tầm là 12kg, 17kg cho em sọc đỏ cho em 70.000. Trời ơi chắc mấy chị mặc đẹp lắm dùm em á. Sọc đỏ cho em 70k cho em, bây giờ em mã sọc đỏ cho em nha. Size của bé tầm 17kg lại cho em nha. 12-17kg cho em sọc đỏ. Rồi giá là 70.000 bộ nha, sọc đỏ cho em giá 70k. Mã sọc đỏ cho em nha, nhanh mấy chị. Rồi bộ sọc xanh này còn bộ. Rồi mã sọc xanh cho em nha. Sọc xanh nè, 15kg tới 17kg nhé, sọc xanh cho em. Được kê đó, đã sọc xanh nha. Sọc đỏ 15kg em, chị Mỹ Hồ 1 15kg có size dùm em. Dạ có biết gái dùm em chị nha. Đây, sọc đỏ 15kg chút chị 1. Rồi, lên bộ sọc xanh nè. Còn bộ 15kg nhé, 15-17kg cho em nha. Sọc xanh còn xếp, 15-17kg xin nhau 70k nha chị nha. Dạ có biết gái chị đếm lên cho. Dạ bộ đen còn một set cho mấy chị chứ mà sọc xanh em còn bộ nha. Em còn một set cuối cùng cho em á. Ủa đẹp nè, 15kg một bảy cái chân sọc xanh. Em ổn không? À đúng rồi, chị nghe nãy giờ không nghe tiếng em, chị nghe tiếng em xỉu. Hỏi sữa sữa con kia xuống cảnh gì vậy chứ. Bộ đây 30kg cho em nha, 30kg cho 2 cái đi. Chị nghe thấy em kia chị nghe 32kg cho em á chị nha. Rồi, nó bộ màu xanh này bộ chú Hề nha, bộ chú Hề đúng không?
Bộ chú hề cho em nghe này, bộ chú hề nha. Cái này có size của bé tầm 3 chú là 2 cái giùm em. Bộ chú hề cho em là 50.000. Mã chú hề cho em cả nhà là 50k mấy chị ạ. Chú hề cho em á. 50.000 bộ cho em. Đó, đẹp quá trời luôn á. Dạ 50k em á. Cái này có size tầm 30-32 cái còn một set nha. Chú hề 50.000. 30-32 cái nha. Mã chú hề cho em 50.000. Rồi em là bộ đây nè cả nhà, bộ đây còn set thôi. Máy bay tên lửa hay tên lửa của mình nha. Rồi chú hề em chúc chị Thanh Thảo 50k. Rồi, lên mã tên lửa. Tên lửa đây có size tầm 30-32 cái nha. Tên lửa cho em này 50.000 luôn. Chị lấy luôn bộ đây đây đủ đô nè chị ơi. Lấy luôn đủ đô luôn. Đây nha. 32kg thoải mái cho em nha. Cái này phun một to lắm. Mã tên lửa cho em 30-32 cái nha. Tên lửa cho em. Rồi 50.000 luôn. Chị lấy tên màu đây được không? Tên lửa 50.000 luôn á. Rồi. Em lấy một cái này cả nha. Rồi tên lửa chúng chị tham khảo 2 lửa nha chị. Đây em là màu siêu nhân cho em nha. Siêu nhân này có size bé 15kg tới 25kg nha. Siêu nhân à. Siêu nhân là như ta, giá 70 nha. Siêu nhân giá như vậy. 70 ha. Rồi bao nhiêu con á? 70. Rồi nó bộ đây cho cả nhà. Mấy cái này như thế. 70 ha. Rồi nó bộ 70.000 cho em nha. 15kg tới là 25kg nha. Bộ siêu nhân này. Siêu nhân á chị nha, bộ siêu nhân màu xanh này 15kg cho tới là 25kg nha. Siêu nhân cho em đó chị nha. À. Lấy thêm 25, 20kg, 25kg nè. Bò sữa 20kg, 25kg. Thấy như siêu cơ không có sai nè. Không có sai chị ơi. Không có sai chứ yêu. Hết 20kg, 20 là 25kg rồi. Hết sai rồi. Còn số 14, số 13. Size S, size M. Ở đấy là có 50.000 hả? Rồi cho 50.000 luôn. Rồi lên bộ siêu nhân 50.000. Này 50.000 hả? Rồi like luôn. Đầu like, đầu này là đầu like giá tặng 50.000. Giờ hút 50.000 luôn, ok luôn. Còn mấy bộ 50.000. 15kg cho tới là 25kg. Rồi 50k giùm em á. Đó. Rồi lên bộ siêu nhân 50.000 luôn. Đấy, hồi nãy em giá đây giá tặng đầu like á chị, đầu giờ nay luôn. 50.000 bộ cho em nha. Size tầm là 15kg nhé, siêu nhân 24kg chút trang Nguyễn đó, ok. Rồi, siêu nhân cho em nha. Rồi 50.000, 14kg tới là 18kg cho em. 14-18kg cho em nha, bộ siêu nhân là 50.000 luôn, chị này chốt luôn á. 14-18kg cho em hết, mã siêu nhân cho em 50.000. Rồi, xem nút luôn. Rồi, mình lái xe SM, ok, SM có. F này. Xin nhau 15kg em chú Thắm Ngọc nha. Một. Rồi ok chứ yêu nha, anh chúc chị hai bộ xe F và xe M luôn. Rồi em là bộ beo cả nhà, bộ nai này. Rồi bao đẹp trời ơi. Một cam nha, xếp một cam này, nai cam 10kg tới là 40kg nha. Ủa đây là xanh dưới 90, xanh đại 100. Dưới 90 đại 100, hàng ly ly cho em này. Đây, bộ đường ngố nha chị ạ. Đây là xếp cuốn, mẹ bé nha, siêu nhân 25kg em hết rồi chị Ngọc Anh ơi. Siêu nhân 25kg em chút là chứa cho 24kg là hết xanh. Để là màu khác chị chứ, biết không bộ gì đó. Rồi là bộ đường ngố, cả nhà là ngố nha, ngố. Mã ngố có size bé tầm 10kg bậc 40kg mã ngố cho em này, ngố. Rồi ta nhí hàng ngố ly ly nha, 90-100. Size nhí 90 rồi ta đại 100 cho mấy chị bộ đồ ngố cho nha, chắc là chua lắm. Khuôn hàng của ly ly mặc đẹp lắm. Rồi 90-100 mấy chị nha. Rồi, chứ là các bạn ngố cho em nha, bạn ngố. Ngố cam trời ơi đẹp lắm mấy chị ơi, size của bé tầm là 10kg cho tới là 40kg cho em bộ ngố. Chắc đẹp lắm luôn á, bé gái cho em nha. À, ok bé trai 40kg ok chị, quên bé trai 40kg em lên hàng không lạnh nha. Thiếu hàng chắc mẹ luôn. Mở bình chị nè.
đồ dài bé gái. Ok chị, đồ dài bé gái, đồ dài bé gái bốc thì bốc nhà con bột gì bé gái luôn đi, nó hồng hết đi chị. Hàng của Sudi Chic nha, hàng không làm cho em nha, số 20 là tầm 45 hả, 50 rồi. Số 50 60 cho em nha, bột kem này 10kg, 60kg nhé. Hàng không làm cho em nha, hàng cao cao Chinese xe đại xe cờ, Chinese 100, xe đại 101 và xe cờ 125. Hàng không làm cao cao cho em nha, bột kem mấy chị ơi, bột kem cho em nha. Rồi chết cái bộ kem cho em nha, hàng thương mại thể thao, kem mặt sướng lắm, nhí đại cồ cho em nha nha. Rồi 100, 101, 125 thì mấy mắt kem. Chị Ngọc Anh là chút cái chai đúng không? Mua kem 17kg em chứa cho chị Loan Nguyễn. Loan Nguyễn 17kg có size cho em nha. 26kg em chứa chị Ngọc Anh. Bé trai đúng không? 26 cái chút Ngọc Anh này. Cho em 40kg nhé. Làm cho chị Nguyễn Vũ 40kg giùm em. 40kg là số 18 hay số 16 ha? 16. Rồi ok chị nha. Bộ đây có size tầm 60kg lại cho em á. Size ní, size đại, size cổ nè. Chắc đẹp lắm, trời, hàng xinh chiếc của em nè. 43kg là size cổ rồi em, 125. 43kg là size cổ 125 nha em. 40kg được. Size đại cô nói là tầm 40kg lại thôi, còn trên 40kg là size cổ là 125. Và bộ đây có 3 size với đại cổ nha, 100, 101, 125. Hàng khung đẹp lắm, 60kg lại cho mấy chị nha. 10kg cho tới 60kg cho em á, của cam, khung lạnh mình xuống lắm. Khung này không thở tha cho em nha, chuẩn bị cho nó mẫu mới, cả nhà hàng khung thở tha đăng kiểm nha. Chờ xíu em lên mấy chị mẫu mới luôn cho. 100, 101, 125 cho em á. Rồi chết các bạn kem cho em nghe, bộ kem size nhí, size đại và size cổ cho mấy chị nha. Màu loang này còn mấy bộ này, màu loang, màu loang tầm bé 10kg tới là 33kg em. Màu loang cả đây hàng của Sung Chiếc cho em nha. Thêm vài mẫu da tay nữa, ok chị yêu. Mẫu da tay bé trai đúng không? Ok chị, ok chị đâm lên cho. Rồi đây là bộ loan hồng nha, 10kg tới là 33kg bộ loan hồng cho em á. Loan hồng size nhí là 100, 101, 120. Rồi là bộ loan hồng size nhí 101, size đại 120. Hàng của Sushin Chip cho em nha, 101, 120, size bé 10kg tới là 33kg cho em nha. Màu hồng cho em nha, một nước mắt 10kg tới là 33kg cho em nha. Hãy có hai size nhí và đại cho một ngố bé gái nha. Đây là bộ màu hồng với chị Loan Hồng và bé gái cho em nha, rất đẹp giả mang nữa. Loan Hồng cho em nha, size bé 10kg tới là 33kg đẹp. Màu hồng cho em xinh lắm, nhí và đại cho em nha, 101, 120. Chắc đẹp thôi rồi các chị ơi, xuống lắm. Mã Loan Hồng cho em nha, 101, 120 cho chị mã Loan Hồng cho em nha. Cái hàng đây hàng xịn mấy chị nha, hàng đây hàng sốt xịn luôn. Loan Hồng 18kg em cho chị Duyên Nguyễn nhé. Ủa chắc đẹp lắm chị ơi, 101, 120 cho em nha chị ạ. Bảy chục ký nha chị, 18kg hết size luôn rồi chị Duyên ơi. Chị Duyên em sang 18kg hết size chị Duyên nha, hết size 18kg rồi. Cho em lại bộ thể thao vậy, chị Duyên 18kg em hết size nha chị Duyên nha. Hàng thở thao là bộ nào không mất không? Chị cam đấy chị, cam nè. Chị Duyên chắc chị màu khác nha, màu đấy hết size rồi. Đây chị ơi, hàng không lạnh thở thao màu cam cho em này. Cam này còn size tầm... Ủa còn size bao nhiêu tí không nha? Cam đấy chị, cam nè. Này còn số 10, số... À, này còn là tầm 20 tí chưa thôi. Cam này còn size là 60 tí lại nha, cam. Đây chị, màu đắt cam nha, 19kg cũng được. Dạ hết size chị ơi, em có size lỡ cổ mất không? Màu đấy hết size mất không? Không có sai luôn á, 18, 19kg không có sai luôn chị yêu á. Đây là bột cam á chị, đắp bột cam cho em nha, đắp cam đẹp đâu ơi, đẹp xuất sắc cho em nghe, đắp bột cam đẹp xuất sắc cho em nghe. Bộ đây còn 60kg lại cho em nha, bột cam số 6 á. Ok chị, số 6 nó còn sai đây, ở đây số 6 này. Ok chị yêu nha, số 6 thì hạnh nguyên bộ số 6 luôn em ơi. 100, 101, 120
màu đỏ cho em, màu đỏ đây. 10kg cho tới là 26kg cho em nó màu đỏ. 10 đến 26 màu đỏ nha. Màu đây 70 ngàn cho em. Màu đây 70 ngàn. 70 nha, màu đỏ. Dạ còn, còn cũng lạnh nhiều đắp chờ xíu. Màu đỏ mấy cái nhưng 10kg tới 25kg cho em. 26kg cho em hết đỏ. Giá là 70 ngàn bộ cho em. Hình trái chim. Chim đỏ vậy mà, chim đỏ nha. Mà đỏ cho mấy chị chứ mà đỏ cho em nghe. 10kg cho tới là 26 màu đỏ nha. Áo ngắn tay quần dài chất thành thun lành cho mấy cái 70 ngàn một set cho em nghe. 70k một bộ cho em nghe nha. Bộ nó đẹp ngã mang mấy chị ơi. Xinh lắm, một bé của bé gái nha, một bé gái cho em nghe. Đó, để cho nha, to xịn xò chưa. Rồi chất chút mà đỏ cho em nghe. 70k một bộ cho em nghe. Thun lành cho em nghe, mặt xuống lắm. Đó là 70 ngàn cho em nha. Bộ này bao nhiêu ký đây? 70. Trời ơi, bộ này đẹp giảm mang luôn. Đây là bộ nâu cho em á, 10kg tới 70kg em á. À, 100 luôn hả? Sao đây đúng không? 100, 101, 125. Rồi là bộ nâu cho em chắc hàng khung lạnh cao cấp cho em nha. Bộ đỏ 12, 21kg em chú chị em. Ôi, bộ đẹp quá mấy mô ơi. 21kg chị chút số 7, 8 em nha. Rồi ok, nâu em chúc chị Ngọc Anh nha. Bộ nâu đẹp lắm, 70kg giùm em. Nâu to chúc chị ok nha. 3 size, size nhí, size đại, size cù là 100, 101 là 125. Ok chị, chị Kiều Anh Văn nha. 100, 101 với 125. Bộ nâu là hàng xịn sò. Nâu 22 đi. Bộ nâu số 6 bằng bộ kem không chị? Nó bằng luôn. Bao nhiêu ký? Chị lên số ký. Chị lên số ký em nghe đi. Chị em chúc lên nhanh nha chị Hạnh Nguyên. Lên số ký đi em nghe. Nên cứ lên số ký, tại vì biết sao cái phô mai của ta nó to hơn phô mai bình thường, nên chị lên số ký em tự cân đối em chốt cho. Rồi có gì nhân viên nó còn tư vấn lại cho chị nữa ha, chắc lắm, trời ơi yên tâm đi, trước khi ra một cái đơn hàng bên em tư vấn thứ 2-3 lần nha. Bộ đây có 67kg không chị? Có, chị lên anh chốt đi. Bộ nâu nha, 70kg lại cho em. Nâu này hết hết 75-70kg rồi chị Minh ơi. Bộ nâu này em còn size 60kg ngoài nha, chị Trang Nguyễn. Ok chị. Bộ nâu này hết 70kg nha cả nhà nha. Một viên nó có được ở bộ 70kg thôi đó chị. Em còn 60kg lại nha. Bộ này có túi không ạ? Dạ có chị ơi. Có túi chị ơi, hàng đã đẹp lắm chị ơi. Có túi đàng hoàng chị ơi, yên tâm đi, cái hàng hàng cao cấp của em nè. Mấy chị yên tâm nha, hàng chung là lên máng mấy năm nay rồi, hàng cao cấp cho em. Rồi. Chị Kiều Anh con cầu 1 khác em, con 70kg em được. Nâu 60kg em trước chị Kiều Anh này. Rồi lên bộ nâu cho em nghe nha. 60kg thì được. Quá chứ được. Trang Nguyễn có 65kg rồi, hôm nay con nhảy 70-65 một số. Ồ đúng rồi. Chị Hạnh Nguyên là bộ số 6 màu nâu luôn. Ok, vậy nấu 6 màu nâu. Nâu này trước chị Nguyên Trần luôn á. 100, 101, 125 cho em. Nguyên Trần kìa, lên số điện thoại nha. Chị Trang Nguyễn để chốt mẫu khác nha chị, 65kg hết. Lên số điện thoại cho em chị yêu nha. Đây hàng em chắc là hàng khung lạnh, nguồn có túi, rất là bộ hàng cao cấp thì em chị yên tâm đi. Hàng này hàng cao cấp chị em nha. Mấy chị không lên số ký, mấy chị còn hai đây men số là em không có đổi chắc là bao đẹp cả nhà nha. Hàng khung lạnh mấy chị mặc không bao giờ nó gọi là nó xuống rồi nó mới hoài hoài cho em nghe luôn á, chắc là xuống lắm mấy chị. Rồi lên mã nâu cho em nghe nha, nâu cho em nghe, đỉnh chưa, đây đẹp lắm. Rồi chị Nguyên Trần kêu lên số điện thoại nha, chốt luôn á. Bộ nâu cho em nghe, một bộ 68kg, bộ nâu em có 68 mấy chị yêu ha. Lấy một vàng đấy chị, vàng nó có 68-70kg nè. Rồi một vàng có size ký tầm 10kg tới 70kg một vàng á. Rồi cho em coi bộ đỏ 21kg thử, bộ đỏ nè. À bộ đỏ phía dưới ok chị. Rồi vàng này có size, chị lên đăng này chút một vàng đi. Vàng này có size 68-70kg nha. Rồi ok chị Nguyên Trần có số điện thoại nè. Cái dòng này từ 68-70kg là nó có size một số. Rồi ok chị Hạnh Nguyên, chúc chị một nâu số 6 rồi. Màu đỏ nha. À, một vàng chút chị Kiều Anh, hai bộ em 60-70 là hai bộ. Rồi một vàng này còn size đến 10kg cho tới là 60kg giùm em, một vàng. Vàng to nhất hết size Bạch Long ơi. Quy Trần có số em. Màu vàng bây giờ em còn size nâu 33kg em chút chị Vi Cường có. Nâu với vàng nha. Vàng bây giờ hết 65kg chị ơi, vàng này hết 65kg luôn. Rồi vàng này còn size là tầm 10kg cho tới là 55kg cho em một vàng. 10-35kg nha. Không em chốt vàng nha, ok Vi Tường bỏ xong màu vàng em bỏ nâu em. Vi Tường bỏ xong vàng. Em bỏ Vi Tường lên một vườn, Vi Tường lấy vàng. Rồi màu vàng có size tầm 60-55 mấy lại nha màu vàng. Đúng rồi kim rồi. Rồi lên bỏ đây màu nâu, bỏ lên.
xanh ngọc lấy luôn ha. Ok chị chờ xíu. Chờ xíu lên từng mẫu cho. Vi thường chốt vàng đúng không? Ờ, vi thường đổi sang vàng đi em. Màu nâu chị còn xanh 55 lý lại vàng, còn 55 lý lại cho nha. Nâu với vàng cho nè. Ủa, chị nói là không có chất vàng. À, bộ vàng 30 ký em chú chị, chị Nguyên cần bộ vàng, bộ vàng màu nâu. Màu vàng, màu nâu trên màu đẹp cũng đẹp đấy chị Hằng, cung lẫn đẹp xuống lắm trời ơi. Màu đẹp cũng đẹp, em phía sau này cái mẫu mới cho em nha nè. Chắc đẹp con rồi luôn á. Màu nâu với màu vàng cho em nha nha. Nâu với vàng cho em nha, hai màu. Hả? Bộ nâu bộ vàng cho em á, 55 ký lại cho em nha. 101 có lẽ 125 cho em á. Nâu với vàng 55 ký chút thì Kiều Anh thêm bộ nữa, size thì size đại luôn. Cái cồi gì luôn. Nâu với vàng 55 ký luôn. Rồi em còn 50 ký lại nha. Bộ nâu bộ vàng còn 50 ký lại cho em. Bộ nâu với bộ vàng em còn size là 50 ký lại nha cả nhà. Nâu với vàng 50 ký lại cho em nha chị nha. Bộ nâu bộ vàng cho em nha. Một chút mắt luôn á. Nâu với vàng em còn 50 ký lại nha. Sai nhí, sai tải và sai cổ á, 101 và 125 cho em á, nâu với vàng cho em. 45, giờ còn 45. Còn 45 cái này, không còn 50 cái. Không, để nó sẽ nhảy chị. Giờ còn 16, 17 là 45, 45 cái lại, 45. Nâu vàng còn 45 cái lại dùm em. Thì nó sẽ nhảy 2 một số. Rồi màu xanh nha, xanh là tầm 70 cái lại màu xanh. 10 cái là 70 cái màu xanh dùm em. Mày ưu tiên là chế chút này, mày dạy nhiều chuyện chút chứ có sai này. Chị Trang Nguyễn cái chút xanh không em, chút chị xanh 65 cái này. Trang Nguyễn cái chút xanh không? Ok, làm chốt cho. Với lại chị Linh Anh. Linh Anh với lại Trang Nguyễn, hai chị này chốt cho em. Em mua tin nha hai chị. Được rồi nha, Bạch Lâm cho chị hai chị này chị chốt chưa có bộ nào. À, chị Linh Anh với lại chị Trang Nguyễn, hai chị có chốt màu xanh không? Em mua tin nha chị hai chị. Tại vì hai chị chốt nãy giờ chưa có hàng. Rồi xanh 26 ký em chốt chị Ngọc Anh. Trang Nguyễn với lại chị Linh Anh đây. Hai chị em gọi tên nãy giờ nè. Chị đã có chốt xanh bộ em chốt luôn, còn em chốt cho khách này. Xanh cả nhà nha, một xanh cho em. À, xanh này, rồi ok hai chị em thấy đúng không? Xanh to nhất chú Bạch Long. À, xanh này chút không? Để Trang Nguyễn, ưu tiên thì Trang Nguyễn đi. Và 12 ký có sai. Nhiệm vụ có sai. Chị Kiều Anh có sai. Có nghĩa là bây giờ là chút cho chị Trang. Trang Nguyễn đúng không? Trang Nguyễn 65 ký chút cho chị bộ dưới này thì em không có hàng. Có 50 ký chị Phương Thảo. Còn lại là Bạch Long là không có xe bộ Bạch Long. Bạch Long là không có nha em ơi. Rồi chúc qua cho chị Kiều Anh. Trang Nguyễn Kiều Anh nha. Chị Linh Anh ơi, bộ xanh em hết 68 ký em luôn. Em qua một cái chị cho tặng cái hàng 60 ký tới 70 ký là nó có một bộ thôi. Xanh em chúc chị Văn Trần. Có nghĩa là chúc là Trang Nguyễn với là chị Kiều Anh. Từ to đến nhỏ. Bạch Long em không có xanh nha em ơi. Chị Linh Anh em lên cái màu đây em ưu tiên nhìn bộ nữa. Tại đây màu xanh nha, xanh này còn lại 50 ký lại cho em á. 50 ký luôn. Xanh 55 ký á, Kiều Anh ok rồi. Chốt chị hai bộ luôn, kê luôn. Kiều Anh là hai bộ kê luôn. Chị Văn Trần có size cho em nha. Xanh này đẹp lắm cả nhà, màu xanh này. Xanh 30 ký em chốt chị Bình An nha. 101 hay 125. Cái hàng xanh ý xe đại của cô, bộ size cho mẹ xuống lắm. Màu xanh cho em. Rất đẹp thôi luôn mấy chị ơi. Đẹp lắm. Này mẹ xuống kỳ rồi cả nhà nha. Xanh cho em nha. Đây. Rồi xanh nha, xanh nhạt có không? Không, từ từ chị lên thêm mẫu cho chị chờ xíu. Rồi, mẫu đây cho em mấy chị yêu nha. Đó. Chị Linh Anh em, bộ nào có 68 em chúc chị một màu, chọn màu được không? Rồi chúc chị Linh Anh một xếp để lên một cái chị. Rồi nó màu xanh đấy chị, xanh cho em nghe nè. Đẹp lắm đấy chị, tranh thủ chốt đây. Hàng nó bao xịn sò, chị chắc có đẹp lắm đấy mấy ơi. Thằng Phương Lạnh em nha, bao hàng rồi mấy chị ơi, chắc xuống lắm. Rồi xanh cả nhà nha. Không đổi chị Nguyên Trần ơi, hàng bây giờ không có, rồi chốt cho khách không được đổi cho em. Nha. Hàng này em không có chút là khách luôn, đừng có đổi mẫu cho em không, không có sai. Nha. Ủa má ơi đẹp quá trời luôn, một xanh đang còn là mấy chị chốt chắc chắn nha, mấy chị đổ qua đổ lại không có 45 ký lại nha. Xanh này còn 45 ký lại cho em. Đẹp lắm. Xanh này còn 45 ký lại, một xanh nha. Một vàng còn 45 ký lại này, xanh với vàng, màu nâu. Bây giờ em còn size 45 ký lại cho em nha. Chị Linh Anh đúng không? Ok Linh Anh này em chốt chị xem một màu nữa. Là màu màu xanh đậm được không? Thích xanh đậm không? Qua mẫu đây cho em nha, xanh đậm này. Chị Linh Anh ơi, em chúc chị bộ đây 68 với chị luôn xanh đậm nha. Ưu tiên cho chị một cái chị có bộ xanh đậm đi. Xanh đậm cho em nha, ok chưa? Hãy cho chị bộ xanh đậm, 68 tí đây. Rồi Linh Anh em chúc chị bộ xanh đậm 68 cho em nha. Rồi bộ đây còn xanh là 60 ký hả? Bộ đây tầm mà xanh đậm tầm 10 ký tới 60 ký một xanh đậm cho em nha. Xanh đậm mấy chị nha, xanh đậm 10 ký tới 60 ký một xanh đậm cho em á. Rồi ba size với lại cồi nha. 100, 101, 102 chứ. Xanh đậm cho em nha.
10kg cho tới là 60kg em một size, 60kg lại. Rồi ok nè. Rồi ok nha. Bạch Long rồi ok em. Rồi lên màu xanh đậm cho em nha. Xanh đậm là 10kg tới 60kg màu xanh đậm cho em á. Không trẻ quá thì mua cho người lớn, không bỏ chị Linh Anh ra chút cho em. Rồi ok chị yêu nha. Rồi tự chị lên màu này chị chốt nha. Comment trước cho em chứ em không ưu tiên nữa. Ok chưa. Rồi lên màu xanh đậm này có size 10kg tới 70kg nha. Xanh đậm. Xanh đậm này có size 10 đến 70kg này chị đã chốt luôn không? Thì kiểu anh là 55-60. Cái này có 70kg cho em nha. Bộ đây còn 70kg đây. Bạch Long có chút bộ này 70kg không? Thì còn bộ bung mang. Bung mang màu xanh đậm còn 70kg nè. Bộ đây còn 70kg nha. Đẹp lắm luôn á. Xanh đậm này còn 70kg cho em này. Xanh đậm còn 70kg rồi lại cho em. Màu nâu này còn tầm 45kg lại nha. Màu nâu 10-45kg nha. 3 size với đại cô cho mắt. Rồi ok chiêu nha. Bao đẹp cho em nha. Đó. Bạch Long có lấy xanh đậm không? Chị chốt luôn không? Chị chốt cho khách nè. Màu xanh đậm có chốt không? Xanh đậm có size 70kg á. Bạch Long có chốt không? Không chốt thì chị chốt cho chị Kiều Anh. Rồi bao đẹp cả nhà nha. Xanh đậm mà Kiều Anh là chúng ta size bự nhất. Đa size bự nhất 55-60. Xanh đậm đúng không? 55-60-70. Rồi em lên màu nâu. Cảnh là nâu này còn 40kg lại chắc màu nâu. Hàng không lạnh nha, 40kg lại cho em nha. Bé gái chị đồ ok để lên bé gái chắc. Nâu 10kg 40kg màu nâu cho em. Màu đậm nha. Xanh đậm nè, size bé 10kg 40kg nha. 45kg chắc. Bây giờ còn 45kg lại nha, xanh đậm 10kg 45kg màu xanh đậm cho em nha. Màu vàng á, 10kg 45kg màu vàng cho em nha. 3 size với đại cổ á, 100-101 hay là 125k. Rồi hàng không lạnh em nha, em bao hàng mấy chị. Nó thật sự em về lô lô mấy chị ơi. Hay là màu xanh gì đây? Xanh trai. Xanh trai đi á, xanh ngọc gì đó, xanh trai. Màu đây đẹp lắm, gọi là màu xanh gì nè. Xanh lạ. Xanh cổ Việt. Xanh lạ. Xanh cổ Việt á. Gọi là xanh cổ Việt á. Xanh lạ nha. Màu xanh lạ nha, xanh lạ này. Xanh lạ còn 45kg lại nha. Bây giờ em còn 45kg lại này, chị đã có size 45kg luôn rồi. Chúc cho em nha. Đó, màu xanh lạ cho em nha. 10kg 45kg màu xanh lạ cho em nha. Ok chưa, xanh lạ. Rồi lên nốt cho em màu đỏ 10kg tới 70kg màu đỏ luôn. Rồi lên màu đỏ cho em 10kg tới 70kg nha. Màu đỏ cho em nha, đỉnh luôn hết đỏ. Rồi 3 size với đại cồ nha. Màu đỏ nữa 10kg tới 70kg cho em. Đó. Rồi size nhí 100, size lại 101 và size cồ 125k màu đỏ cho em nha. Đỉnh luôn hết đỏ. Rồi đỏ 70kg em chút chị Kiều Anh. Màu đỏ cho em nha nha. 10kg cho tới là 60kg em. Đỏ còn size bé 10 đến 60kg nha. Đỏ 70kg. Đỏ chúng thì 3 bộ size bộ luôn em. Kiều Anh 3 bộ size bộ. Rồi đỏ này còn 50kg lại cho em nha, đỏ. Không, còn 45kg chị. 45kg lại nha, bây giờ còn 45kg thôi. 45kg chị có 3 xe bự là còn 45kg. Rồi 45kg lại cho em nha, màu đỏ bông ma cho em á. 10kg đến 45kg chứ, màu đỏ cho em nha. Rồi 10 đến 45kg màu đỏ cho em nha. Vàng có 70kg em chút cho em bộ hết rồi. Trang Nguyễn đỏ hết luôn chị ơi, hết size luôn. Rồi không, từ từ. Em có nhiều. Em giữ lại. Rồi mẫu đây, mẫu đây còn size không? Mẫu đây còn 70kg không? Xanh ngọc. Màu xanh ngọc nha, xanh ngọc còn 70kg nha. Mẫu đây còn 70kg cho em, mẫu đây còn mới cho em nha. 10kg 70kg nha. Rồi đây màu xanh ngọc nha. Màu xanh ngọc các size 10kg 70kg nha. Xanh ngọc em chúc Bạch Long 70kg nè. Xanh ngọc còn 65kg cho em, 60kg nha. Xanh ngọc 60. Bây giờ còn 60kg nha, xanh ngọc cho em. 10kg tới 60kg xanh ngọc cho em nha. Đấy. Ok em này, xanh ngọc. Bây giờ còn size là 10 đến 60 kg nha, xanh ngọc cho em này. Xanh ngọc phi thường hết size chị ơi, xanh ngọc. Xanh ngọc 65 kg 70 60 chứ. Xanh ngọc là 65 kg hết size đúng không? Xanh ngọc là bây giờ em có chốt cho chị Kiều Anh hai bộ, 60 kg 55 kg. Phi thường 60 kg hết size luôn rồi. Phi thường hết size em ơi, giờ còn 45 kg thôi. Hết size luôn em. 45 kg. À, vi thường 33kg có size. Em bấm nhầm. À, vi thường không có size, comment nhầm size đúng không? Vi thường là muốn chốt bộ 60, bộ 30, 33. Xanh ngọc 60 với lại 33 kg. 60, 60. Chị Kiều Anh nhìn thấy chị chỗ. Chị Kiều Anh nhường cho chị Vi thường một bộ xanh ngọc size 60kg cho em nha. Để chị chốt cặp luôn á, chị chưa có cặp á. Chốt lo mẫu khác nữa cho chị. Tí em chốt chị mẫu khác cho bù qua cho nha. Chị Vi thường là có cặp 33kg và lại 60kg nha. Chị Kiều Anh nhường cho chị một bộ cho em nha. Chị Kiều Anh nhường cho chị một cặp nha chị. Chúc em lên một khác cho anh nhiều mẫu lắm. Rồi mẹ bu ma cho em, bu ma cho em nha. Ok chị yêu. Màu xanh ngọc này còn size tầm 45kg lại nha. Đó. Rồi ok chị nha.
xanh ngọc và còn 45 ký lại là xanh ngọc cho em nha. Rồi tất cả bây giờ còn 45 ký lại thôi. Rồi màu đỏ 10 đến 45 ký màu đỏ cho em. Đỏ xanh ngọc này. 10 đến 45 ký màu đỏ xanh ngọc cho em. Rồi em lên màu đây cho em á. Rồi màu xanh lạ. Xanh lạ 10 ký 45 ký màu xanh lạ luôn. Màu xanh lạ cũng 10 đến 45 ký màu xanh lạ cho em nha. Một cái khung này xuống không làm cho em mắt xanh lạ. Màu vàng 10 ký 45 ký màu vàng cho em mắt 3 size với đại cổ 100, 101 và 125. Rồi chắc là đẹp đó mấy trời ơi, xuống lắm luôn á. Rồi là màu đang còn màu vàng á, màu vàng cho em nha, 45 cái loại cho em á. Màu vàng đỉnh luôn á, thật sự đỉnh đỉnh luôn cả nha, màu vàng cho em nha. Màu xanh đậm cho em nha, cái gì màu xanh đậm cho em nha. 10 ký tới 45 ký rồi lại cho em nha, xanh đậm cho em nha. Rồi 10 ký 45 ký giùm em. Rồi chắc cũng đẹp như nước cấp giùm em luôn. 10 ký 45 ký nha cả nhà nha. Rồi là màu xanh đậm cho em này, xanh đậm. Rồi màu nâu cho mấy chị, màu nâu cho em, nâu. Màu nâu cho em nghe, 10 ký 45 ký màu nâu cho em nha. Đấy, bây giờ em màu 45 ký lại thôi ha. 3 size với lại của 100, 101 và lại 125. 100, 101, 125 cho mấy chị nha. Còn đẹp nhất nách luôn. Còn 45 ký nè. Bây giờ hết size 70 ký chơi. Lên đồ dài. Em có đồ dài không? Không có đồ dài. Dạ. Còn một con mẫu này đưa lên cho mẫu em. Mẫu này đủ cho có mấy chị thôi chứ. Để em lên cái khác vậy. Cái nào mẫu này khác. Để em trai vậy cho. Em vui. Em chia màu gặp đỡ. Màu đỏ này có size của bé nhất. Màu đỏ này cũng hàng không lạnh cho em không? 10kg tới là size X là tầm 40kg. À bộ này tầm size X to lắm. 45kg. Đỏ là 10kg 45kg cho em á. Màu đỏ cho em nha. Đó hàng không lạnh nha. Size nhí, size đại, size cổ 45kg lại cho em. Bộ này là cũng giá là 100, 101, 125. Màu đỏ đẹp lắm trời ơi. Đây cả nhà màu đỏ 10kg tới 45kg cho em á. Này to lắm cả nhà. Chắc bà xuống lắm luôn. Rồi chứ chú màu đỏ cho em nha nha. Đỏ viền cho em xinh cực kỳ luôn á. Đồ dài cho bé chị, đồ dài cho bé 10kg tới là 45kg cho em màu đỏ luôn á. Đấy, đại cổ luôn á. Sai tách rồi. Không, sai tách. Bộ đây bao nhiêu kia? 70. Rồi bộ đây các bạn còn màu sắc mắt nha. Màu đỏ 26kg chứ Ngọc Anh nha. 26kg có size cho em nha. Mà có còn size nè. Đỏ 26kg. Hết size 26kg rồi. Đỏ đây hết size 26kg chị ơi, bị lệ size. Hết 26kg chiêu. Bộ đỏ này em hết size 26kg chị Trinh ơi. Hết size 26kg rồi. Em mau có thể em xếp hành chị em. Rồi em lên một đây cả nhà nha. Rồi lên một đây chắc bao đẹp hàng thua xuân thương chiếc nè. Ba lỗ sắc nách nha, hàng thua xuân chiếc cho em một đây bao nhiêu ký. Hàng xanh 70kg lại cho năm. Hàng không lạnh của xuân thương chiếc chị em. Bộ đây mang giá nhiêu. Rồi 100, 101, 125 cao bộ cho em hàng của xuân thương chiếc cho em á. Rồi lên màu xanh cho em nha, sắc nắp cho em thỏa thao. Màu số 23. Mã số 23 nha, 70kg lại cho em nha. Con hàng thỏa thao, đẹp quá trời luôn. Đây, những cái lưng quần bảo đảm mấy chị là hàng bao cao cấp cả nhà luôn á. Hàng bao cao cấp luôn á, su xin chít giùm em. Con này không sắc nắp nha, chị thích không sắc nắp lấy màu ai cho em. Màu xanh cho em nha, đỉnh chưa. 3 size, chí, size dài và size cổ cho em á. 10kg cho tới là 70kg cho em á. Đấy, sắc nắp 3 lỗ. Chị thích tâm màu đây, lấy màu đây cho em nha. Sắc nắp ba lỗ cho em nha. Đấy. Ở sắc nắp ba lỗ nhiều chị không chốt một chút mình sắc tay. Hàng xuân tiên chiếc cho mấy chị nha. 3 size với đại cổ 70kg lại cho em nha. Cái bộ đây mấy chị mua cho con mình đi học bóng rổ, đi chơi thể thao. Mặc sắc nắp ba lỗ đây nên cũng hàng với mấy chị luôn. Đóng cái đồ chị bo lên nữa đây em thử giết nách luôn nha. Mặc xuống lắm giùm em mấy chị nha. Đây là màu đây comment màu, màu xanh số 23. Hàng thể thao đi đá banh bao đẹp luôn. Đi tập gym đồ hay là tập gì đi bóng rổ bóng chuyền nữa là cái bộ là bao đẹp nha. Hàng không lạnh đa số là bé phải mua những bộ đây để đi cho là cầu lông, chơi bóng rổ. Bóng rổ là ok nhất để cho bóng rổ này, cầu lông này, hay là đi tập xe đạp đồ này, hay đi tập thể dục này, nên là những bộ sắc nách đây là gọi là ưu tiên là một là hàng đầu luôn cả nhà nha. Đó rất là đẻ, chắc nó xuống lắm. Hàng xịn mà, hàng thương hiệu mà, đâu phải là hàng tàu lao đó chị. Hàng thương hiệu hết toàn bộ cho em. 100, 101 và 125k là có 70kg luôn. Cái đây là hai cho con luôn, cặp luôn, mặc xuống lắm nha, hai cho con luôn.
Đấy, hai cho con mẹ đi chơi, mẹ cặp bộ đây là ok cả nhà ơi. Đó, rồi là màu xanh kìa bác nha, màu xanh cho em nha. Sắp nó ba lỗ cho em nha, cái bộ gì vậy? Ba lỗ luôn hả? Rồi ok vậy nha, không màu vàng nè. Không vàng vàng nó xíu. Rồi nó màu xanh cả nhà, màu xanh cho em nha. Rồi, không lạnh lại tốt rồi mấy chị ơi. Bây giờ lên mấy chị là hàng bé trái chút xíu nha. Bé trai được. Đấy, nó bột khủng lắm. Bột khủng lắm này, size đại cổ này, size đại này. Khủng lắm cho em màu trắng cho em nha. Bộ đây có size tầm bé là 28kg tới là 35kg cho em. Rồi, ha. Lên đồ bé gái rồi ok, để lên bộ bé gái chứ. Khủng lắm. Rồi, lên dài tay. Dài tay hả chị? Em dài tay bé trai còn bộ nhà bảo chị. Dài tay. 41kg 1kg một lên không? 41kg là không có rồi. Dạ tay bé trai 40kg là không có hè nha chị Nguyễn Vũ. Okay, okay. Chị lấy cho tay bao nhiêu ký em cái? Tờ mã khủng long cho em nha, khủng long. Ta biết 23kg, 35kg cho em khủng long. Ở đây xem cả nhà là giá 60.000 một bộ nha. 60k một bộ cho em nha nha. Rồi dạ tay bé trai. Dạ tay bé trai nữa ok chị yêu. Dạ tay bé trai tặng nó xin nó một kia. Rồi lên màu đây cho em nha, bao đẹp khủng long. Sắc mắt ba lỗ. Rồi 60.000 á. 60.000 bộ cho em nha, đây kêu. Rồi bao nhiêu? 41kg à. Cái đây có 41kg nè. Không, để con lên mà. Mã khủng long nha, khủng long cho em á chị, khủng long 60.000 bộ á, size bé tầm là 23kg tới 35kg khủng long 60.000 một set cho em sắc lắp ba lỗ. Rồi ok chị nha, đưa bộ nhành trắng cho lên nha. Nhành trắng luôn. Kim. Không nhảy lầy lầy nhá. Rồi đó một CK nha. Cổ đây có tầm bé 25kg cho tới là 45kg một CK màu xanh. Màu xanh nha cả nhà, 25kg 45kg màu xanh cho em nha. Rồi giá sale là bao nhiêu ta? Đồ đó là 101.000 bài với cổ nha. 101k các chị nha. Rồi lên 100 cho em nha, xanh. 101.000. Cái này có size bé tầm 25kg cho tới là 45kg cho em. Tung cô tông chính phẩm cho em nha nha. 25kg tới 45kg cho em á, màu xanh. Để giá mang luôn á. Xanh nha mấy chị mà xanh cho em nha. 100-101.000, đại 100, cổ 101. Đó. 45kg lại cho em nha, tung cô tông chính phẩm khi mà màu xanh. Được chưa? Chắc đẹp lắm. Rồi chắc cho màu xanh cho em nha, xanh. Mình đùi. Rồi ok, chờ màu xanh cho em nha. Rồi là bộ nhện trắng 10kg tới 35kg bộ nhện trắng nha. 100-101.000 bộ nhện trắng cho em. Rồi là bộ nhện trắng cho em 10kg cho tới là 35kg cho em. Rồi mã nhện trắng cho em nha. Size nhí sẽ đại 100-101.000 nhện trắng cho em. Được chưa? Hãy da tay cho em nha. 10kg tới là 35kg. Rồi là bộ nhện trắng bé trai cho em nha. 10kg tới 35kg cho em. Nhện trắng cho em nè. 100-101.000 bộ nha. Đó, không đẹp không lấy chiền. Ok chưa? 100-101.000 bộ thôi, 10kg tới là 35kg cho em nha. Nhận trắng. Đấy. Phun cô tâm kính phẩm với em nha nha. Các mẹ siêu đẹp luôn. Các mẹ đẹp lắm cả nha. 100-101.000 bộ cho em nha. Rồi, cái là các bộ nhận trắng cho em á. 100-101.000 nha. Nhận trắng. 10kg tới là 35kg nè. Nhận trắng cho em. 100-101.000 nha. Đỡ chứ nó cũng nhận. Rồi, khóc tim rồi. Đây, em đã bỏ ra cả nhà nha. Đồ gì nữa, đi vô à. Đồ ngắn tay quần dài, mẹ bé. Đi mơ có bộ hàng công nghệ 3D của chị ta. Lấy bộ đây chị. 55kg. Em cẩn thận cái tay chị. Không có chứ. Không, ông đưa mình bỏ chị lên. Cái này sẽ chặt mẹ bé cái này. Rồi xếp bộ này áo miếng tay quần dài cho nha. Được bao nhiêu tiền không? Bộ là 100. Bộ đây 100, 101, 102. Có một dài tay. Hồi xưa xếp mà ngắn tay là 95. Ngắn tay là 95. Còn đây là 100, 101, 102. 125 là bộ đây nè. Ngắn tay quần
bộ đây bộ sẽ cặp mẹ bé 10 kg tới 55 kg nha, sẽ cặp mẹ bé nha. Sẽ nhí sẽ đại sẽ cổ nhí 100 đại 101 cồn 125 nha. Rồi lên bộ Elsa, Elsa màu hồng nha, khung lạnh này, một xuống lắm, hàng của xin chiếc luôn á, hàng cao cấp cho em nha, 100 101 125. Rồi lên màu hồng, mấy chị em màu hồng cho em nha, đó, đã banh mang khẩu trang vô nha anh. Rồi bao đẹp nha em, à, đã banh mang khẩu trang vô nha. Một xanh, mang khẩu trang đàng hoàng vô đi. Rồi lên mẫu ra Elsa cho em ngang nha. Đã hết xong rồi ra ngồi nhậu mà chết mẹ luôn xong. Vì mấy đứa ní hẳn ra cho ra ngồi ở. Rồi lên mẫu Elsa. Trăm trăm mốt trăm hai. Mở trên trăm trăm mốt trăm hai lăm kia. Rồi dùng dài. Rồi chỉ là chốt chút nhanh để em mấy xe thôi. Bình không? Trăm nghỉ xíu. Ủa đây là tầm hàng Lido này. Rồi lên bộ hàng Lido cho mấy chị nha. 15 kg cho tới là 33 kg cho nó. Hàng Lido Free nè. Bộ đẹp quá. Rồi lên bà caro đỏ hàng của Lido Baby cho em nha. Lido nha, chắc đẹp lắm. Bé trai nha, 10 kg cho tới là 30. Bộ đây là 10 kg tới là 33 kg cho em. 10 đến 33 kg mấy chị nha. Rồi lên bộ đây bao đẹp luôn á. Rồi lên bộ xếp màu đỏ, caro đỏ cho em. Mẹ cái đồ đỏ hàng của Little Baby cho bé gái, bé trai, bé trai. Ủa cái này em để sao? Cái trẻ nước sao? Cái trẻ nó có làm không? Cái ba nó có làm hả? Mai ngọt ai ở bia thôi. Mai nghỉ không? Mai em nghỉ không? Quay mấy bộ phòng tôi với. Đây đúng không? Anh lấy cái gì? Khẩu trang ngay. Lấy luôn cái bình bản làm gì? Bộ đây còn màu khác không mẹ? Không, bộ đây có bộ à, có một màu đây à. Bộ đây bữa lành như 90% này. 90% này. Nó là hàng của Lido nha. Rồi xe giấy 90 xe đạn chăn. 10 kg cho tới là 35 kg cho em á. 33 kg lại ha. Rồi 90% nha. Ok chưa? Và bé trai đúng không? Ok, là lên bé trai xe nhỏ nha. Bé trai còn là bộ xe nhỏ em đi không? Không có tâm á. Lido của mẹ hết sạch không còn bộ. Lido của mẹ còn 2 bộ màu. Thôi cút đây. Nghe chân em á, còn muốn qua thì tắt nghe chân em. Không, kim này qua tắt chị. Chị kim này qua tắt. Để chị kim nhớ luôn. Không, chị nhớ nghe chân chị em hồi hôm chị có. Không có 2 bộ. Chị Nguyên cần 130 kg, ok chị yêu nha. Nghe chân, nghe sơn lưng ngọc quá nè. Chị nhớ nó bỏ 2 bộ rồi đó, hồi hôm á, chị bỏ nó lắm, ghét ghét nữa. Lido rồi có mấy bộ đùi hết sạch rồi nè, còn nó nữa cái. Chị Bạch Lâm nó theo dõi chị ghê thì nó còn mấy bộ đùi xong lai nữa. Lido còn đâu? Đùi đâu nữa? Đùi đâu nữa, mé lên sai sẵn đó nè, nó còn đùi đâu, màu sắc của nào đó. Để theo dõi thôi nè. Còn cái lúc người ta đang đùi các em nè. Bộ đây em còn 2 bộ này, size này là size L và size 2XL. Bộ cũng còn 2 bộ. Qua là nhiêu? 120 hả? 120, em còn 2 bộ đây thôi. Đùi đùi sinh viên 52 màu đỏ mé. Nay hết sạch rồi, không còn bộ nào, một sốt này ở em không còn bộ nào luôn á. Đây nha cả nhà nha. Em còn bộ cúc size L, size 2XL. Rồi cúc xanh này là 120, hàng Lido á. Em còn 2 bộ cúc xanh này, 120 cho em nghe á. Rồi cho chúng mình cúc xanh nha, 120. Chị em. Rồi. Để em còn 2 bộ size L và size 2XL hả, cúc xanh cho em nha. Rồi 120 nha. Em còn 2 bộ cuối cùng ở hàng Lido của mẹ cho em xem lúc luôn hả. Dạ 120, còn 2 bộ hả. Dạ có chị. À đưa hàng không lạnh của chị Lan cá. Cái bộ, bộ gì chị? Đưa cái bộ lon ở trên màu xanh đi chị, lon xanh ở trên đó lên. Không phải là chị đặt con gì đồ của mẹ là đồ bé. Đồ đây có size màu. Em lên bộ sushi chip nè. Bộ lăng tăng chị nha. Em nói là hàng siêu á chị. Em đã nói chiếc like rồi. Chị nghe vô phần bộ cái chị rồi. Rồi lên bộ đây cho mấy chị nha. Chị đừng có kẻ thức công chị. Hồ xanh. Hàng đó là hàng siêu rồi á chị.
nó xả cho là thấy rồi làm lon là nó còn xả luôn. Trời, nó một lon xanh nha, lon xanh này tầm 45 kg này nha, lon xanh này. Rồi bộ đây sale cả cho nó 101. Bộ đang 101, 102. Bộ đây còn 101, 102 à. 101, 102 nha, còn 104. 10 kg 45 kg nha, hàng của Xuân Chiếc cho em này, bộ bé gái nha, bộ đường ngố cho em này. Cái này của bé gái cho em này sướng lắm. Trời, là bộ lon xanh cả nhà, bộ lon xanh cho em nha, 10 kg tới là 45 kg cho em, đỉnh luôn á. Và 10 đến 45 cái cho cả nhà, bộ lon xanh cho nha. Đẹp nhất nách luôn. Rồi mã lon xanh nha, hàng của Xuân Chiếc là 45 cái này cho em nha. Em có size M 101 nha, 101, 102, 104. Bộ đây có 3 size nha, đây hàng không sốt, xịn hàng cao cấp cho em nha, các vải đặc sướng lắm. Một lon xanh cả nhà, lon xanh cho em 45 cái này cho nha, hàng Xuân Chiếc, bộ đồ ngủ của bé gái cho em nha. Còn những cái lô ngủ này chắc để giảm em hết. Rồi màu xanh cho em nghe nha, xanh. Đấy, xanh. Rồi. Còn có 19 chị coi mấy chị add vô lại cho em nha. Mấy chị add vô lại giùm em chút. Rồi cả nhà add vào lại cho em chút nha.